Nói đến sự lo nghĩ về tham dục, thuở Phật còn tại thế có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian. Vị thứ nhất nói: vào mùa xuân cỏ cây xinh tốt, hoa tươi khoe sắc, nếu đi dạo chơi thì thật là vui. Vị thứ hai nói: bà con hội họp chén tạ chén thù, nghe âm nhạc thưởng thức múa ca, đó mới là vui nhất. Vị thứ ba nói: tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy, khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói: vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dấp, son phấn ngát hương, mặc tình vui chơi, đây mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong ruổi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo: những điều mà các ông bàn luận toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong, không phải là pháp an vui. Các ông phải suy xét, vạn vật xuân thì tươi tốt, sang thu thì tàn tạ, bà con sum vầy vui vẻ rồi phải chịu cảnh chia ly, tài sản xe ngựa là của năm nhà, thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét, kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa vào thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy, thì tự nhiên đạt đến niết bàn. Đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ham vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ, nếu không có ham vui đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này lấy làm hổ thẹn, ăn năn sám hối, tâm chợt khai ngộ, vọng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đạo quả A La Hán. Kinh Pháp Cú. Con đường súc sanh. Phật dạy: nếu người nào do lòng si mê quá nặng, không biết đâu là tốt xấu phải trái, thiện cho là ác, còn ác cho là thiện, tinh tà mong phước mê tín, với cái tâm mù quáng như thế, trong giờ phút lâm chung mê muội gây nghiệp ra sao, nó tuần tự hiện ra. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra hết thú tướng. Thấy con thú cái nào đó đang giao hợp, khởi tâm ái nhiễm, nó thọ thai vào đó, sinh ra làm thú. Thuở Phật còn tại thế, gia đình của bà Patakaha chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ, chồng con đều chết hết. Bà quá đau khổ trước thảm cảnh người thân và của cải đều mất tất cả. Khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí, thân thể lõa lồ, bà chạy như điên trên đường phố cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài dạy: này Patakaha, cái chết là một hiện tượng tự nhiên, rồi đây ta cũng chết, bà cũng chết, tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã từng đau khổ, khóc than vì cái chết của người thân. Nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Nhân đây Đức Phật nói kệ: người đắm chìm trong ải, vọng tưởng miên man hoài, già chết mãi vần xoay, do ái sâu không đáy. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên giới dục tránh xa, dứt ái được an ổn. Đức Phật thấy bà nhận chân được ái là nhân sanh ra khổ, sự chết là lẽ đương nhiên. Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế: đây là khổ, nguyên nhân của sự khổ, đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Này Patakaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất: sinh, già, bệnh, chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi
và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này Patakaha, sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau. Vì mê muội cho nên không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này Patakaha, sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí huệ, là sự hiểu biết, nhận thức được sự thật về bản ngã và cuộc đời là khổ, không, vô thường và vô ngã. Thấy được như thế sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau, đem lại cho ta niềm an lạc. Này Patakaha, sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là con đường bát chánh đạo. Nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh. Này Patakaha, sao gọi là chánh đạo? Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh đạo này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ đã phát sinh, sẽ giải thoát tất cả mọi ràng buộc khổ đau, đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Patakaha giác ngộ, biết rõ mạng sống vô thường, chồng con của cải như khách. Bà thành tâm đảnh lễ, tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến, không biết bao nhiêu những cảnh vinh nhục sang hèn, được mất hơn thua, cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy kho đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất thiên tai hỏa hoạn, bão tố lũ lụt, hay trải qua một cơn binh biến, cũng trở thành những đống tro tàn gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kia là cung điện nguy nga của Tần Thủy Hoàng, được xây dựng bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu? Nọ là thành cổ loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố nguy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương khi trải qua một cơn động đất tan phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sinh linh chết thảm. Những người còn sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói đau không thuốc, khiến cho vợ xa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu, kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bờ vờ trong chờ thương nhớ. Trong đời sống hàng ngày luôn luôn có sự thay đổi, từ đường lối chính sách cho đến những cảnh đất lở sông bồi, núi non biển cả, mây gió trăng sao đều luôn luôn chuyển biến, thương hải biến vi tan điền. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này, quý Phật tử có nghe đài xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: tam giới vô an, vô như quả trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn bao vây bên mình. Quý Phật tử nên nhớ, tất cả vật chất trên cõi đời này đều vô thường giả tạm. Vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Con đường Atula. Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao, nó lần lượt hiện ra hết. Qua diễn tiến đó,
nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hằng ngày đánh lộn với nhau, là lối gian dội cả núi Tu Di. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh giới như thế đó. Thích đấu tranh, đấm đá, thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả. Con đường nhân đạo. Phật dạy, nếu người nào tính khí hiền lương, biết quy y giữ gìn ngũ giới, không sát sanh đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tụng kinh niệm Phật, trong giờ phút lâm chung, tự thấy mình đi chùa dâng hương qua lễ Phật tụng kinh, qua diễn tiến đó, nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình, thọ thai vào, tiếp tục sanh ra làm người. Con đường thiên đạo. Phật dạy, nếu người nào chuyên tu thập thiện, thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý không tham sân tà kiến, trong giờ phút lâm chung, những điều lành mình làm được hàng ngày như là trì chay, giữ giới, tụng kinh niệm Phật, cúng dường, bố thí phóng sinh, cứu trợ, ủy lạo, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước mình về thiên giới, hưởng lấy thiên phước. Nói tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác là họ đang đi con đường xuống địa ngục. Người nào tham lam trộm cắp, keo kiệt bỏng sẻn là đang đi vào con đường ngạ quỷ. Ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác, mê tín, tà vại là đi vào loài súc sanh. Người nào thích đấu tranh hơn thua là đang đi vào con đường Atula. Còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người. Người nào tu thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý. Còn nếu như ai muốn thoát cảnh luân hồi sanh tử thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ 50 giới mà còn chật vật, đừng nói chi tới 250 giới, rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua Thái Ngán, nhưng trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: Tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ lướt đi mau, người đoạn trừ ái dục, và luôn cả sân nhuế. Ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn. Hệ ái dục sân hận nổi lên là diệt liền, ngày đó là bồ đề niết bàn. Vì mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Có người nói sao tu hoài mà không thành Phật, thử kiểm lại coi mình tu có giống Phật không. Nếu tu giống, thời thành Phật liền. Tại mình tu không giống Phật, cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi, thì nên chọn vào cảnh trời, người, chớ để rơi vào cảnh địa ngục, súc sanh, Atula là nguy lắm. Do đó, ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường giữ là do tham sân si, thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, như giận người nào muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là thiêu dệt đâm thọc, chửi rủa, hủy báng đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ, lại không ưa thấy điều tốt của người. Còn như đánh vào người nào, quyết đánh họ đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, phùng mang trợn mắt như lửa đổ, là lối gian dội như sấm nổ, chửi mắng đánh đập, hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chỉ bạc nhược, yếu hèn, mà lại mong quá giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh niệm Phật lại sanh tâm mỏi mệt, chán nản, tự nhủ, mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt,
sẽ sanh bệnh. Hơn nữa, tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may. Lại đổ thừa, tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi, vì tu là chuyển nghiệp, nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp. Chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi lười biếng, ham ăn, mê ngủ. Vừa nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật, hay là báo ơn cha mẹ tổ thầy, cúng dường bố thí, học pháp nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu, phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong kinh Phật dạy, chưa có công đức nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, và cũng chẳng có chút phước lành nào từ sự kiêu mạn tự đắc mà được. Là Phật tử phải nên ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm, quen theo thế tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau, nên thường phải dồi trao tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền, bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục âm giới về miền chân như. Trong lục độ lấy tinh tấn làm chủ yếu, không luận bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, nếu không có tinh tấn thì không có cách nào thành tựu ba la mật. Trong kinh tinh tấn nói có 10 điều lợi ích cho người tinh tấn. 1. Không bị lực lượng bên ngoài chế ngự. 2. Được chư Phật nhiếp thọ. 3. Chúng trời người kính ngưỡng. 4. Nghe được chánh pháp không quên. 5. Tìm biết được những điều chưa biết. 6. Tăng trưởng vô ngại biện tài. 7. Được an trú trong thiền định. 8. Ít bệnh, ít não, ít hoạn. 9. Ăn uống dễ dàng tiêu hóa. 10. Như hoa ưu đàm nở. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn là vượt qua tất cả. Phật dạy, chỉ cần quan sát thấy cho rõ, thần tứ đại này do đất nước gió lửa tạm hợp thành, rồi sẽ tan hoại. Hãy tư duy tỉnh giác để tâm được thanh tịnh, chuyên niệm tam bảo và thực hành các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ. Niệm hơi thở, niệm chết thì thân tâm sẽ được thanh tịnh tự tại, an lạc, giải thoát. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi, ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Kinh Pháp Cú thí dụ. Có nhiều người tu mà cũng sợ, vì nghe nói suốt đời tu hành, nếu trong giờ phút lâm chung, cần tử nghiệp chỉ cần nổi lên một niệm sân, cũng vẫn bị đọa như thường. Để giải nỗi nghi đó, chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài Mahanam đến hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trọn đời quy y tam bảo, thọ trì năm giới, lập công bồi đức. Giả sử một hôm nào đó còn bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như là tên bay đạn lạc, vòi giày xe đụng. Trong khi chết một cách đau đớn quảng hốt như vậy, còn sẽ sanh về đâu? Đức Phật bảo, này Mahanam, con chớ có sợ. Như có một cái cây, nó nghiêng về hướng nào, sau khi người ta đốn hoặc hết tuổi thọ, thì tự nhiên nó sẽ ngã về hướng đó. Có gì đâu mà con phải sợ. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh như thế đó. Luật tà trí. Thí dụ, người uống rượu khi ra đường họ tìm đến bạn rượu để bày tiệc ăn uống. Còn người cờ bạc hút chích thì đến chỗ cờ bạc hút chích. Còn người Phật tử hiền lành rủ nhau đến chùa tụng kinh nghe pháp, bố thí phóng sanh. Đức Phật
Phật nói tiếp. Vì có người đem đá liền xuống hố, rồi cùng nhau cầu nguyện cho nó nổi lên. Chuyện đó không bao giờ có được, vì thể chất nó nặng, phải chìm mà thôi. Người ác cũng thế, khi chết phải sanh vào cõi dữ, đó là lẽ đương nhiên. Còn người lành giống như dầu, người ta đem đổ xuống nước, thể chất nhẹ, tự nhiên nổi lên. Cho dù kẻ ác có nguyền rủa trù ếm cho nó chìm, cũng không thể chìm được. Vì người lành lẽ đương nhiên sanh vào cõi lành. Nói tóm lại, thân này do tứ đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành, cho nên nó thường xung khắc lẫn nhau mà sinh ra bệnh hoạn, rồi âm thầm suy hoại cho đến ngày tan rã. Suy cho cùng, thân này không có cái gì là của ta. Đầu, mình, tay, chân, máu, mủ, có phải của ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trượt giả hợp. Nếu nói là của ta, tại sao nó muốn bệnh chết giờ nào, không sao ngăn được? Thân này quả thực là vô chủ, chẳng khác nào như mộng ảo. Lúc tàn canh do nghiệp si ái mê chấp mà thành mảnh hình ảo giả. Thuở xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhân thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói, đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi. Những câu này được lưu truyền muôn thuở. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ. Ai kia sung sướng suốt đời, riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức, vô ích, để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu, khổ não, bệnh hoạn. Bác sĩ Halo de Habem ở giảng đường Mayo nói, trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phòng thấp, trúng hàng, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đầu thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gây go, ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng ích kỷ, ganh ghét sân giận, uất hận, sợ hãi tuyệt vọng, khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ. Có những ý nghĩ sợ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa. Nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm.
Chẳng hạn như trường hợp ông Inglis bị nhiều chứng bệnh. Ông nói gì? Tôi lo hết cái này đến cái nọ. Thậm chí tôi lo cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến nỗi thần kinh suy nhược, rối loạn tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác. Áp lực quá nặng làm mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi, áp lực ấy đã tới độ cao, có thể mất mạng. Cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về xem sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình. Lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở. Vợ con khóc lóc, còn tôi vùi đầu vào cánh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ, mình phải cố gắng vui vẻ. Có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời? Dại gì mà lo sợ để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu còn hơi khó, xong tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy vợ con tôi hết lo sợ, và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy khỏe hơn, bệnh tiếp tục giảm, rồi không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết, thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình. Kể từ đó đến nay, tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh tật. Người nào không thắng được lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm. Tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói gì? Ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa. Đến khi lớn lên vài tuổi rồi, lại nói gì? Ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Khi tới tuổi trưởng thành lại nói, ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Đến khi thành gia thất rồi thì mong ước lại thay đổi. Ước gì tôi già được nghỉ ngơi. Đến khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc quãng đời đã qua. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi. Ông Edward Van gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người. Lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn. Chẳng may người bạn vỡ nợ, quả vô đơn chí, ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản. Sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói, tôi ăn không được, ngủ không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh. Mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên đường. Từ lúc đó không cất chân được nữa. Tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình. Nhức mỏi quá, nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng bác sĩ nói, tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, viết di chúc rồi nằm chờ chết. Từ khi biết chắc sẽ vũ sạch nợ trần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được nên lên cân. Vài tuần sau tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 Mỹ Kim một năm. Bây giờ mỗi tuần kiếm được 30 Mỹ Kim mà tôi rất hài lòng. Khi làm việc gì, nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này?
Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng, để rồi tự làm hại cuộc đời mình. Chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất, mức độ thiệt hại của nó tới đâu, để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đang đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã xấu lại càng xấu hơn. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ của Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy, chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm, tính toán ta và của ta. Chính cái tâm không này, nó phát sanh ra trí huệ. Khi đó, tình thương yêu của ta ban rải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại. Vẫn thấy, nghe, hiểu, biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là tám ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. Một, lợi là tiền tài lợi dưỡng. Hai, suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. Ba, hủy bị người nói xấu, hủy mắng. Bốn, dự được người đời tán thán khen ngợi. Năm, xưng được tôn xưng kính trọng. Sáu, cơ bị chê bai khinh khi. Bảy, khổ đau khổ hoạn nạn đến. Tám, lạc vui sướng khi được điều như ý. Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động, thì cuộc sống được an vui, tu hành mau thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền sang ngã vùi dập đau thương, thì thật là nhu nhược, thiếu dũng lực. Chẳng phải là người chân tu, phải bị đắm chìm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa, bạch Tổ Sư, tâm con bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Tổ Sư bảo, đưa tâm đây ta xem. Huệ Khả lúng túng nói, con tìm mãi không ra. Tổ đáp, vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra vì tâm không có hình tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có, rồi chạy đuổi theo từng cảnh, làm cho tâm ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng nghe được bài kệ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong Kinh Kim Cang Phật nói bốn tướng. Một, ngã tướng, tướng của mình. Hai, nhân tướng, tướng của người khác. Ba, chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình. Bốn, thọ giả tướng, chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu lầm chấp tướng trạng, hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ. Nào là giàu sang quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý khổ cực tìm cầu không được, thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất lại càng khổ thêm. Tài sản tiền bạc thật là mong manh tạm bợ, có rồi không, được rồi mất, giàu rồi nghèo, công danh chức tước địa vị, thanh vắng vô thường, vinh quang rồi tủi nhục, kính trọng hay khinh bỉ. Phú quý vinh quang trong đời khác chi giấc mộng giữa đêm. Ngày tắm thân mà ta mỗi ngày tắm rửa quý trọng, rốt cuộc được bao năm?
Có một bài thơ nói đúng cái lòng tham không biết đủ của con người. Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y. Ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ, phòng trung còn thiếu thê cùng thiếp, vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi. Ngựa đã thành bầy, xe có sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, lại chưa nhờ ý muốn làm vua. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Đây là nói hạng người sống trong dục vọng, không bao giờ biết đủ vì sự giàu sang công danh, để kiếp người trôi qua trong phiền não khổ đau. Chúng ta ai cũng biết, cho dù phú quý vinh hoa đến đâu, ngày ăn ba bữa, tối ngủ một giường, tham đắm làm chi cho khổ thân nhọc trí. Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm ngủ chỉ vài gan là vừa, tiền muôn bạc dạng thải thừa, ngày ăn ba bữa, cất chừa làm chi. Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, tài sản dồi dào. Nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời, thân thể, tài sản, tất cả đều mang theo được gì? Một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thước thần. Kinh Pháp Cú. Tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm từng sát na. Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã. Giống như khỉ chuyền canh, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nói rằng: tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si, hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói, chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần rày đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn câu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ có một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm chú được thí chủ cúng dường hai sách giải, liền đem cúng cho thầy. Nhưng thầy không nhận, vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai sách giải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó, mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháo khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú chấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, quờ cành cây gõ lên đầu vợ. Đồ hư! Vừa lúc đó thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta. Tăng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi,
Này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tăng Hộ ở lại tu viện, tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác, vào buổi sáng Phật cùng chư Tăng đi khất thực. Trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, còn mình thì đang làm gì? Trí óc vẫn giờ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, ngài dừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, còn có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực còn phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loại. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như thế, con không rơi vào tình trạng thất niệm. Phật dạy La Hầu La về phương pháp thở. Tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết ta thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế, ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ viển vông đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm nào bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ ta mới đương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn, nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Đối với người xuất gia, phải biết kiềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng, vô thường không từ bỏ một ai, cho nên trong đời sống hàng ngày, nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau. Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối, phải chịu cảnh sanh già đau chết, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Ngoài cái lo sợ đó ra còn lo rầu đủ thứ: công danh chưa thành, tình duyên trắc trở, tai nạn bất ngờ, thời cuộc biến loạn, thiên tai địa ách, mùa màng thất bát, mùa bán không được, làm ăn thất bại, của cải mất mát. Bà con nội ngoại ốm đau, nghèo khổ, người thân bị bắt giam, cha mẹ vợ chồng con cháu đi xa, không biết ra sao. Hoặc là gặp cảnh trái ngang, tôi bất trung, vợ chồng bất chánh, con cháu ngỗ nghịch bất hiếu, bị người bội phản, oan gia đòi mạng. Khổ này chắc chồng lên khổ kia. Con người vì bị vọng thức điên đảo chấp trước, nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất khôn dạy. Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh lợi, tình tiền của cải,
Trong kinh Trung Bộ, Phật dạy các tỳ kheo: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không trung chuyển, thấy các pháp vô thường. Biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Muốn tránh khỏi quả báo khổ đau, thì những điều gì mình không muốn, chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng, không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban trải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tang thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh. Thân tử đại sinh thành tử hoại, già bệnh đeo khổ ải quả không. Hòa hợp năm ấm lửa dòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết trần gian hư huyễn, diệt lại sinh biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã, vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo các tội khiên. Xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu, đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp khỏi tù tử sanh. Thơ dịch: xét lại, thân của chúng ta chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Thế nào là sống trong hiện tại? Thuở Phật còn trụ thế, tại tu viện cấp cô độc, có một sư tên là Thera. Sư ít nói chuyện với ai, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thera không làm Phật lòng ai, cũng không chạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svatika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thera đến hỏi: sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình, có phải vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng, Phật dạy: này các vị khất sĩ, thế nào là người thật sự biết sống một mình? Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ đã đi qua, còn tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ hình thể, ta từng là như thế đó. Cảm thọ ta từng là như thế đó. Địa vị của ta từng là như thế đó. Ta từng bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế,
và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ. Đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sóng tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng. Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai, đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc. Các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt. Người ấy biết mình đang làm gì, nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì, biết rõ việc đó, người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Người nào biết sống có ý tứ khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười, khi làm việc, thì trong đời sống hàng ngày, người ấy tránh được những ý nghĩ, lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại, để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi loài hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, tha thứ nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối, làm cho mặt trời trí huệ mọc lên, xua tan bóng đêm vô minh. Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh an vui. Muốn có hạnh phúc thật sự, các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn sư Thera. Người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý Phật. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa. Vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao: sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư Tăng nghe.
Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở. Số phận con sao khổ quá sư ơi, con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn. Vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con, ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không? Con về nhà làm buôn bán, tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui. Trái lại, lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đâu, cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con không nghĩ ra? Con thật thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy, cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình. Nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên, nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi, cô ơi, tại sao cô khóc như thế? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, muốn tự tử chết khuất cho rồi. Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chưa lại cho cô đồng nào không? Con có 2 đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi hỏi cô, 2 đứa con và 20 triệu còn lại so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn? 2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được? Cô thấy không? Cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ, thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ. Nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi thê thảm đang nung nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Milton. Muốn hết khổ, trong kinh Di giáo Phật dạy, trì túc thường lạc. Nghĩa là người biết đủ, dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào, cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bát. Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như Đức Phật
rồi tinh tấn tu hành. Có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Trong Luận Bảo Dương Tam Muội nói, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó, nó cho chúng ta thấy rõ, thân mạng là vô thường, vạn vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn Hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, ngài làm bài thơ: thần như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Ngài nói thân này giống như điện, như bóng, có rồi không. Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xum xuê, đến mùa thu thì héo tàn. Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi, ngài không có vui buồn kinh sợ. Việc thịnh suy đối với ngài như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan hết. Thần như lằn chớp, xẹt qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngài an nhiên tự tại trong cuộc sống. Viết đến đây tôi nhớ mẫu chuyện. Có ông trưởng nhã nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất ông coi như khúc ruột, nhất hồ bá ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư số phận tất hẩm hiu, không khi nào ông nói hoài đến. Một hôm ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn cho gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: anh có bốn vợ, em là người anh yêu thương nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia, cho tròn câu: sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Bà thứ nhất nói: em biết tình anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được. Bao nhiêu gợi gắm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tủi ngước nhìn bà vợ thứ hai. Ông hỏi: còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: hàng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh. Thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào em đi lấy chồng giờ đó. Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã bất mãn, chán nản đau khổ, gượng nhìn bà vợ thứ ba. Thấy bà vừa khóc vừa nói: anh đừng lo, khi nào anh chết, em sẽ lo ma chay tùn thất, dỗ quải cho anh. Chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh. Ông trưởng giả nghe qua nghẹn ngào tuyệt vọng. Tự nghĩ suốt cuộc đời mình luôn hy sinh chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao cực khổ để lo cho các người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình, mà còn có những hành động phũ phàng, dông ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: tuy hàng ngày anh không ngó ngàng tới em, nhưng em tình nguyện theo anh đến đâu là em đi tới đó. Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất là chỉ cho thân mình, vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó trở thành thây ma, hôi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Còn bà vợ thứ hai chỉ cho tiền tài của cải vật chất. Khi còn sống nó là của mình, đến lúc chết nó qua tay người khác, chứ có đem theo được gì đâu. Cho nên bà ta nói: anh chết giờ nào em đi lấy chồng giờ đó là vậy. Còn bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc. Dầu họ có thương mình lắm là lo ma chay, tuân thức, dỗ quải, khóc lóc kể lễ tiễn đưa quan tài tới huyệt mồ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà thứ tư là chỉ cho nghiệp lành hay dữ
trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ vì con hay thân bằng huyến thuộc mà tạo ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn chung, tội thì lãnh riêng. Những người quá lo âu, sâu thẳm tuyệt vọng vì bệnh tật, người thân mất, bị giật tiền của, làm ăn phá sản, tình phụ, thần kinh thác loạn. Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng, phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời, như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm giường, tập thể dục, hoặc làm một chút công việc gì đó, thì bệnh tình sẽ giảm đi. Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu, giúp bệnh nhân được an tĩnh, quên bớt những cảnh đau buồn. Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Muốn dứt hết những nỗi thống khổ, chúng ta phải học hạnh của các thiền sư. Khi gặp chướng duyên ách nạn, quý ngài ngồi thiền định, nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý vô thường, nhân quả, chấp nhận nghịch cảnh, nên nội tâm được an lạc. Điển hình như chuyện ngài An Thế Cao là một cao tăng đắc đạo, biết rõ nghiệp duyên của mình. Một hôm, ngài đi đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành khắp nơi loạn lạc. Trên đường, ngài gặp một thiếu niên, hắn rút dao ra nói: "Ta tìm gặp ngươi rồi." Ngài mỉm cười trả lời: "Ta đời trước mắc nợ mạng của ông, vì vậy khi gặp ta, ông liền nổi sân muốn giết. Để trả món nợ đó nên ta từ xa đến đây đền mạng." Nói xong, ngài thản nhiên không chút sợ hãi đưa cổ cho chém. Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ ngài An Thế Cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết là vì ngài hiểu rõ luật nhân quả và xác thân ngũ uẩn, giả hợp không thật, nên ngài ung dung tự tại trước cái chết. Nói đến quả báo điên cuồng, trong kinh Địa Tạng nói: "Nếu gặp kẻ buôn luôn săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết." Khế kinh dạy: "Nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản hay lường gạt phụ bà tình cảm và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh, làm cho chúng sanh khổ sở điêu đứng, đảo điên, loạn tâm cuồng trí, người đó sau khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục. Ra khỏi địa ngục, rơi vào ngạ quỷ, súc sanh. Khi mạng kiếp sanh lên nhân gian, khổ não triền miên, điên cuồng đền tội. Mưu sâu kế độc, căm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh. Mắng gió chửi mưa, ngay cuồng đền tội. Được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí. Truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí." Bồ Đề Lão Tổ: "Nhân quả thiện ác phân minh, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông. Dẫu bá thiên ức kiếp, sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quan tự thọ. Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mẻ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế." Cổ đức: "Trong kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải, nên phòng hộ như thế. Dầu chỉ một giây phút, cũng chớ nên buông lung. Nếu giây phút buông lung, tức thời liền sa đọa." Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta xem qua mỗi chuyện sau đây. Thuở Phật còn sanh tiền, có một nhà sư Phô Thi La là giáo thọ sư lão thông Tâm Tạng kinh điển, có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi, cuối cùng gặp 30 vị A-la-hớn, giống là học trò cũ của sư. Tôn giả Phô Thi La đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười:
Làm sao tôi dám làm điều đó khi trước kia ngài là vị giáo thọ? Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa cũng bị từ chối. Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hớn nhỏ tuổi nhất mới lên bảy, gian nài một cách khẩn thiết. Ồ, làm sao tôi dám làm điều đó khi tuổi tác và sở học của tôi kém ngài rất xa, e rằng ngài có tin nổi hay không? Bạch đại đức, lòng con tha thiết khẩn cầu, mong ngài từ bi chỉ giáo. A-la-hớn trẻ tuổi ôn tồn bảo: Này tôn giả, lúc còn tại gia ngài có chơi đá dế không? Thưa, biết ạ. Ồ, tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có 6 cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy, có phải thế không nào? Thưa dân. Nếu cửa nào cũng mở rộng thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết, có phải vậy không? Thưa, đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín 5 cửa, chỉ chừa một cửa, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế. Ta sẽ thấy rõ, để nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của các hộp dế chỉ cho 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những dòng niệm của mình, không xen vào những ước muốn, lấy, bỏ, loại trừ. Bạch đại đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Pothila, tư giả 30 vị A-la-hớn, tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ: Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu tôn giả Pothila đắc quả A-la-hán. Nhiếp phục lục căn hiện nhân có kệ: Sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai gớm nhòm, tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay, dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lay trong lòng, mùi chi cũng chẳng lung được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi, thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn, vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các vị, ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê, cọ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng, lạnh nồng không nhiễm được lòng, cứng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm, vật chi cũng không làm động ý, ý tự do xử trí vật danh, giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê, cảnh không thể làm mê tâm trí, trí tự do tự trị lấy mình, trong sanh tử dược tử sanh, tuy mang xác tục mà tình thần tiên. Đoạn này rất diệu huyền vô tận, người hạ ngoan nếu đặng dịp nghe, sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác theo bề thiện lương. Tu vô thường tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thường tưởng, thời vị đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán sát tất cả các pháp do các duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh bất diệt. Để cho tâm được thiện lành, trong kinh Hiền Ngu nói: Ở nước Ba Tư Nại có một người cư sĩ tên là Ưu Ba Cúc Đề, làm nghề buôn bán. Bấy giờ có ngài A-la-hớn tên là Thế Bệ đến nhà thuyết pháp giáo hóa,
Vậy Ưu Ba Cúc Đề luyện tâm bằng cách lấy một mớ đậu đen để trong túi áo. Hễ nghĩ một niệm lành thì lấy một hạt đậu trắng bỏ vào lon. Nếu khởi một niệm ác thì lấy một hạt đậu đen bỏ vào trong lon. Ưu Ba Cúc Đề dân theo lời dạy. Ban đầu hạt đen nhiều hơn đậu trắng. Dần dần tu tập, đen trắng ngang nhau. Rồi chăm tu chẳng gián đoạn nên không còn hạt đậu đen nào cả, chỉ toàn là đậu trắng. Khi ấy, niệm thiện đã thắng niệm ác, Ưu Ba Cúc Đề chứng đắc sơ quả. Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phật dạy: phải giữ năm giới, tu thập thiện, hành lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ thiền, ba môn giải thoát, chính là pháp yếu điều phục tâm mình. Thợ hồ lo xây dựng, thợ mộc lo cưa đục, thuyền sư lo lái thuyền, người trí điều phục mình. Cất trăm ngôi chùa Phật chẳng bằng cứu sống một người, cứu sống khắp mười phương thiên hạ chẳng bằng một ngày tu tâm. Kinh Mã Ý. Tu tâm là một vấn đề rất quan trọng. Người đời tham sân si vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm. Xóm làng hay rầy rà kiện cáo vì chẳng biết tu tâm. Nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm. Thế giới chiến tranh vì nhân loại chẳng biết tu tâm. Phật tử tu hành bị thoái chuyển vì chẳng biết tu tâm. Người biết tu tâm mới có lòng từ bi hỷ xả. Gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Xóm làng có tu tâm, trong thôn mới được an ổn. Quốc gia có tu tâm, nước nhà mới thịnh trị. Nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình. Phật tử có tu tâm mới mau thành đạo, chứng quả. Làm hiền nhân quân tử, thành Phật đắc đạo cũng nhờ tu tâm. Thiện ác tốt xấu, khổ vui đều do tâm tạo ra tất cả. Là Phật tử biết tâm rong ruổi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm, không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau, tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý muốn làm việc gì, cần phải lấy trí huệ tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hành động đó đem đến lợi ích cho mình và người thì nỗ lực làm, còn nếu đem đến thiệt hại cả hai hoặc lợi mình hại người thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người hiền lành, cố gắng giữ giới phòng hộ các căn. Khi nói ra phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện, quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm. Tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc trụ chấp. Đó là tâm chân thường chân lạc, tự tại giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động, tịnh, khổ, vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta, tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Kinh Địa Tạng cũng vậy. Tội mình làm thì tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà chẳng có mấy ai tỉnh thức, cứ mãi đắm mình trong tình tiền danh lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương ngàn kế, đem ra thi thố tranh danh đoạt lợi, giành giật từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau cho đến chín sống mười chết. Tha hồ hốt của phi nghĩa, nhưng họ lại quên rằng, tất cả ai rồi cũng chết. Hễ có rồi lại không, hôm nay của mình, ngày mai qua tay kẻ khác. Thế mà có người ỷ mình giàu sang, mua quan bán chức, nghênh ngang hống hách, đàn áp bóc lột, sống xa hoa kiêu kỳ trên xương máu, mồ hôi nước mắt của người khác. Cho rằng như thế là hay là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng, chỉ cần sa cơ thất thế, phải lâm vào hoàn cảnh tù đày hoặc tử hình hay tha phương cầu thực.
Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy: tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc cha mẹ nhiều đời, chết rồi sanh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh Báo Hiếu, Phật lại đóng xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố: tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, từ đó mà sanh ra. Như thế, để cho chúng ta thấy rõ lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, vun bồi cho người thân hiện tại. Thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí huệ mà ra. Cũng chính vì danh lợi, tình làm cho con người phải điêu đứng, đảo điên khổ sở, thất vọng, đến đổi phải quyên sinh. Như tôi thấy, thỉnh thoảng có người đem vong vô chùa, hỏi ra mới biết chết vì thất tình. Mình nghĩ thế gian một hết người rồi sao mà lại dại dột đến thế. Nhưng khi xem kinh mới hiểu, chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm. Bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được. Vì nhân nào quả nấy, đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế nào? Bởi vậy cổ đức than rằng: hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến chết chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm này hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán của Son Diêm Đài. Phước nhiều tiên cảnh lên này, tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Nói đến sự lo nghĩ về tham dục, thuở Phật còn tại thế có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian. Vị thứ nhất nói: vào mùa xuân cỏ cây xinh tốt, hoa tươi khoe sắc, nếu đi dạo chơi thì thật là vui. Vị thứ hai nói: bà con hội họp chén tạ chén thù, nghe âm nhạc thưởng thức múa ca, đó mới là vui nhất. Vị thứ ba nói: tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy, khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói: vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dấp, son phấn ngát hương, mặc tình vui chơi, đây mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong ruổi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường. Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo: những điều mà các ông bàn luận toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong, không phải là pháp an vui. Các ông phải suy xét, vạn vật xuân thì tươi tốt, sang thu thì tàn tạ, bà con sum vầy vui vẻ rồi phải chịu cảnh chia ly. Tài sản xe ngựa là của năm nhà, thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét, kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa vào thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy, thì tự nhiên đạt đến niết bàn. Đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ham vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ. Nếu không có ham vui, đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này, lấy làm hổ thẹn, ăn năn sám hối,
tâm chợt khai ngộ, vọng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đạo quả A La Hán. Kinh Pháp Cú. Con đường súc sanh. Phật dạy, nếu người nào do lòng si mê quá nặng, không biết đâu là tốt xấu phải trái, thiện cho là ác, còn ác cho là thiện, tinh tà mong phước mê tín, với cái tâm mù quáng như thế, trong giờ phút lâm chung, mê muội gây nghiệp ra sao, nó tuần tự hiện ra. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra hết thú tướng. Thấy con thú cái nào đó đang giao hợp, khởi tâm ái nhiễm, nó thọ thai vào đó, sinh ra làm thú. Thuở Phật còn tại thế, gia đình của bà Patakaha chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ, chồng con đều chết hết. Bà quá đau khổ trước thảm cảnh người thân và của cải đều mất tất cả. Khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí, thân thể lõa lồ, bà chạy như điên trên đường phố cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài dạy: Này Patakaha, cái chết là một hiện tượng tự nhiên, rồi đây ta cũng chết, bà cũng chết, tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã từng đau khổ, khóc than vì cái chết của người thân. Nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Nhân đây Đức Phật nói kệ: Người đắm chìm trong ải, vọng tưởng miên man hoài, già chết mãi vần xoay, do ái sâu không đáy. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên giới dục tránh xa, dứt ái được an ổn. Đức Phật thấy bà nhận chân được ái là nhân sanh ra khổ, sự chết là lẽ đương nhiên. Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế: Đây là khổ, nguyên nhân của sự khổ, đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Này Patakaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất: sinh, già, bệnh, chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này Patakaha, sự thật thứ hai: nguyên nhân của khổ đau. Vì mê muội cho nên không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này Patakaha, sự thật thứ ba: sự chấm dứt khổ đau. Đó là trí huệ, là sự hiểu biết, nhận thức được sự thật về bản ngã và cuộc đời là khổ, không, vô thường và vô ngã. Thấy được như thế sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau, đem lại cho ta niềm an lạc. Này Patakaha, sự thật thứ tư: con đường diệt khổ. Đó là con đường bát chánh đạo. Nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh. Này Patakaha, sao gọi là chánh đạo? Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh đạo này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ đã phát sinh, sẽ giải thoát tất cả mọi ràng buộc khổ đau, đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Patakaha giác ngộ, biết rõ mạng sống vô thường, chồng con của cải như khách,
bà thành tâm đảnh lễ, tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến, không biết bao nhiêu những cảnh vinh nhục sang hèn, được mất hơn thua, cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy kho đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất thiên tai hỏa hoạn, bão tố lũ lụt, hay trải qua một cơn binh biến, cũng trở thành những đống tro tàn gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kia là cung điện nguy nga của Tần Thủy Hoàng, được xây dựng bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu? Nọ là thành Cổ Loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố nguy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương, khi trải qua một cơn động đất tan phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sinh linh chết thảm. Những người còn sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói đau không thuốc, khiến cho vợ xa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu, kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bờ giờ trong chờ thương nhớ. Trong đời sống hàng ngày luôn luôn có sự thay đổi, từ đường lối chính sách cho đến những cảnh đất lở sông bồi, núi non biển cả, mây gió trăng sao đều luôn luôn chuyển biến, thương hải biến vi tan điền. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này, quý Phật tử có nghe đài xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: tam giới vô an, du như quả trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn bao vây bên mình. Quý Phật tử nên nhớ, tất cả vật chất trên cõi đời này đều vô thường giả tạm. Vì của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Con đường Atula. Phật dạy: nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao, nó lần lượt hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hằng ngày đánh lộn với nhau, là lối gian dội cả núi Tu Di. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh giới như thế đó. Thích đấu tranh đấm đá thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả. Con đường nhân đạo. Phật dạy: nếu người nào tính khí hiền lương, biết quy y giữ gìn ngũ giới, không sát sanh đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tụng kinh niệm Phật, trong giờ phút lâm chung tự thấy mình đi chùa dâng hương qua lễ Phật tụng kinh, qua diễn tiến đó, nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình, thọ thai vào, tiếp tục sanh ra làm người. Con đường thiên đạo. Phật dạy: nếu người nào chuyên tu thập thiện, thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối khoe khoang đâm thọc rửa chửi, ý không tham sân tà kiến, trong giờ phút lâm chung những điều lành mình làm được hàng ngày, như là trì chay, giữ giới, tụng kinh niệm Phật, cúng dường, bố thí phóng sinh, cứu trợ, ủy lạo, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước mình về thiên giới, hưởng lấy thiên phước. Nói tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác là họ đang đi con đường xuống địa ngục. Người nào tham lam trộm cắp, keo kiệt bỏng sẻn là đang đi vào con đường ngạ quỷ. Ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác, mê tín, tà vại là đi vào loài súc sanh. Người nào thích đấu tranh hơn thua là đang đi vào con đường Atula. Còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người. Người nào tu thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý.
Còn nếu như ai muốn thoát cảnh luân hồi sanh tử, thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ 50 giới mà còn chật vật, đừng nói chi tới 250 giới, rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua Thái Ngán, nhưng trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: Tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ, thuyền nhẹ nước đi mau, người đoạn trừ ái dục và luôn cả sân nhuế. Ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn. Hệ ái dục sân hận nổi lên là diệt liền, ngày đó là bồ đề niết bàn. Vì mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Có người nói sao tu hoài mà không thành Phật, thử kiểm lại coi mình tu có giống Phật không. Nếu tu giống thời thành Phật liền. Tại mình tu không giống Phật cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi thì nên chọn vào cảnh trời, người, chớ để rơi vào cảnh địa ngục, súc sanh, A-tu-la là nguy lắm. Do đó ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường dữ là do tham sân si, thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác. Như giận người nào muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là thiêu dệt đâm thọc, chửi rủa, hủy báng đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ, lại không ưa thấy điều tốt của người. Còn như đánh vào người nào, quyết đánh họ đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, phùng mang trợn mắt như lửa đổ, là lối gian dội như sấm nổ, chửi mắng đánh đập, hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt, chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chỉ bạc nhược, yếu hèn, mà lại mong quá giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh niệm Phật lại sanh tâm mỏi mệt, chán nản, tự nhủ mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, sẽ sanh bệnh. Hơn nữa, tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may. Lại đổ thừa, tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi. Vì tu là chuyển nghiệp, nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp. Chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi lười biếng, ham ăn mê ngủ, vừa nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật, hay là báo ơn cha mẹ tổ thầy, cúng dường bố thí, học pháp nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu, phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong kinh Phật dạy, chưa có công đức nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, và cũng chẳng có chút phước lành nào từ sự kiêu mạn tự đắc mà được. Là Phật tử phải nên ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm, quen theo thế tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau, nên thường phải dồi trao tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền, bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục âm giới về miền chân như. Trong lục độ lấy tinh tấn làm chủ yếu, không luận bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, nếu không có tinh tấn thì không có cách nào thành tựu ba la mật. Trong kinh tinh tấn nói có 10 điều lợi ích cho người tinh tấn. 1. Không bị lực lượng bên ngoài chế ngự. 2. Được chư Phật nhiếp thọ. 3. Chúng trời người kính ngưỡng. 4. Nghe được chánh pháp không quên. 5. Tìm biết được những điều chưa biết. 6. Tăng trưởng vô ngại biện tài. 7.
được an trú trong thiền định. 8. Ít bệnh, ít não, ít hoạn. 9. Ăn uống dễ dàng tiêu hóa. 10. Như hoa ưu đàm nở. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn là vượt qua tất cả. Phật dạy, chỉ cần quan sát thấy cho rõ, thần tứ đại này do đất nước gió lửa tạm hợp thành, rồi sẽ tan hoại. Hãy tư duy tỉnh giác để tâm được thanh tịnh, chuyên niệm tam bảo và thực hành các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ. Niệm hơi thở, niệm chết thì thân tâm sẽ được thanh tịnh, tự tại, an lạc, giải thoát. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi. Ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Có nhiều người tu mà cũng sợ, vì nghe nói suốt đời tu hành, nếu trong giờ phút lâm chung, cần tưởng nghiệp chỉ cần nổi lên một niệm sân, cũng vẫn bị đọa như thường. Để giải nỗi nghi đó, chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài Mahanam đến hỏi Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trọn đời quy y tam bảo, thọ trì năm giới, lập công bồi đức. Giả sử một hôm nào đó còn bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như là tên bay đạn lạc, vòi giày xe đụng. Trong khi chết một cách đau đớn quảng hốt như vậy, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật bảo, này Mahanam, con chớ có sợ. Như có một cái cây, nó nghiêng về hướng nào, sau khi người ta đốn hoặc hết tuổi thọ, thì tự nhiên nó sẽ ngã về hướng đó. Có gì đâu mà con phải sợ. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh như thế đó. Luật tà trí. Thí dụ, người uống rượu khi ra đường họ tìm đến bạn rượu để bày tiệc ăn uống. Còn người cờ bạc hút chích thì đến chỗ cờ bạc hút chích. Còn người Phật tử hiền lành rủ nhau đến chùa tụng kinh nghe pháp, bố thí phóng sanh. Đức Phật nói tiếp, vì có người đem đá liền xuống hố, rồi cùng nhau cầu nguyện cho nó nổi lên. Chuyện đó không bao giờ có được, vì thể chất nó nặng, phải chìm mà thôi. Người ác cũng thế, khi chết phải sanh vào cõi dữ, đó là lẽ đương nhiên. Còn người lành, giống như dầu, người ta đem đổ xuống nước, thể chất nhẹ, tự nhiên nổi lên. Cho dù kẻ ác có nguyền rủa trù ếm cho nó chìm, cũng không thể chìm được. Vì người lành, lẽ đương nhiên sanh vào cõi lành. Nói tóm lại, thần này do tứ đại, đất nước, gió lửa hợp thành, cho nên nó thường xung khắc lẫn nhau mà sinh ra bệnh hoạn, rồi âm thầm suy hoại cho đến ngày tan rã. Suy cho cùng, thân này không có cái gì là của ta. Đầu, mình, tay chân, máu mủ, có phải của ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trượt giả hợp. Nếu nói là của ta, tại sao nó muốn bệnh chết giờ nào, không sao ngăn được? Thân này quả thật là vô chủ, chẳng khác nào như mộng ảo. Lúc tàn canh do nghiệp si ái mê chấp mà thành mảnh hình ảo giả. Thuở xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhận thấy một đám đông quay quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói, đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi. Những câu này được lưu truyền muôn thuở. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ. Ai kia sung sướng suốt đời,
Riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace, chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn vụng suy nghĩ, làm những chuyện phi đạo đức, vô ích, để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu, khổ não bệnh hoạn. Bác sĩ Halo de Habem ở giảng đường Mayo nói: trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phòng thấp, trúng hàn, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đau thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gây go ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng, ích kỷ, ganh ghét, sân giận, uất hận, sợ hãi, tuyệt vọng, khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử. Phải, chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ. Có những ý nghĩ sờ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa. Nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm. Chẳng hạn như trường hợp ông Inglis bị nhiều chứng bệnh. Ông nói: tôi lo hết cái này đến cái nọ, thậm chí tôi lo cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến nỗi thần kinh suy nhược, rối loạn tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác. Áp lực quá nặng làm mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi: áp lực ấy đã tới độ cao, có thể mất mạng. Cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về xem sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình. Lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở, vợ con khóc lóc, còn tôi vùi đầu vào cánh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ mình phải cố gắng vui vẻ. Có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời. Dại gì mà lo sợ để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu còn hơi khó, xong tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy vợ con tôi hết lo sợ và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy khỏe hơn, bệnh tiếp tục giảm, rồi không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình, kể từ đó đến nay tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh tật. Người nào không thắng được lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm. Tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói: ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa
đến khi lớn lên vài tuổi rồi lại nói: ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Khi tới tuổi trưởng thành lại nói: ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Đến khi thành gia thất rồi thì mong ước lại thay đổi: ước gì tôi già được nghỉ ngơi. Đến khi được nghỉ ngơi rồi lại thương tiếc quãng đời đã qua. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi. Ông Edward Van gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người. Lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn. Chẳng may người bạn vỡ nợ, quả vô đơn chí, ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản. Sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói: tôi ăn không được, ngủ không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh. Mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên đường. Từ lúc đó không cất chân được nữa. Tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình. Nhức mỏi quá, nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, viết di chúc rồi nằm chờ chết. Từ khi biết chắc sẽ vũ sạch nợ trần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được nên lên cân. Vài tuần sau tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 Mỹ Kim một năm. Bây giờ mỗi tuần kiếm được 30 Mỹ Kim mà tôi rất hài lòng. Khi làm việc gì, nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này? Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng, để rồi tự làm hại cuộc đời mình. Chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất, mức độ thiệt hại của nó tới đâu, để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đang đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã xấu lại càng xấu hơn. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ của Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy: chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm, tính toán ta và của ta. Chính cái tâm không này, nó phát sanh ra trí huệ. Khi đó, tình thương yêu của ta ban trải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại. Vẫn thấy, nghe, hiểu, biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là 8 ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. 1. Lợi là tiền tài lợi dưỡng. 2. Suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. 3. Hủy bị người nói xấu, hủy mắng. 4. Dự được người đời tán thán khen ngợi. 5. Xưng được tôn xưng kính trọng. 6. Cơ bị chê bai khinh khi. 7. Khổ đau khổ hoạn nạn đến. 8. Lạc vui sướng khi được điều như ý.
Chúng sanh đứng trước tám ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động, thì cuộc sống được an vui, tu hành mau thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền sang ngã vùi dập đau thương, thì thật là nhu nhược, thiếu dõng lực, chẳng phải là người chân tu, phải bị đắm chìm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa: Bạch Tổ Sư, tâm con bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Tổ Sư bảo: Đưa tâm đây ta xem. Huệ Khả lúng túng nói: Con tìm mãi không ra. Tổ đáp: Vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra vì tâm không có hình tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có, rồi chạy đuổi theo trần cảnh, làm cho tâm ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng nghe được bài kệ Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong Kinh Kim Cang Phật nói bốn tướng: một, ngã tướng, tướng của mình; hai, nhân tướng, tướng của người khác; ba, chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình; bốn, thọ giả tướng, chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu lầm chấp tướng trạng, hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ. Nào là giàu sang quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý khổ cực tìm cầu không được, thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất lại càng khổ thêm. Tài sản tiền bạc thật là mong manh tạm bợ, có rồi không, được rồi mất, giàu rồi nghèo, công danh chức tước địa vị, thăng giáng vô thường, vinh quang rồi tủi nhục, kính trọng hay khinh bỉ. Phú quý vinh quang trong đời khác chi giấc mộng giữa đêm. Ngày tắm thân mà ta mỗi ngày tắm rửa quý trọng, rốt cuộc được bao năm? Có một bài thơ nói đúng cái lòng tham không biết đủ của con người. Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu thê cùng thiếp, vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi? Ngựa đã thành bầy xe có sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì? Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng, lại chưa vừa ý muốn làm vua. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Đây là nói hạ người sống trong dục vọng, không bao giờ biết đủ vì sự giàu sang công danh, để kiếp người trôi qua trong phiền não khổ đau. Chúng ta ai cũng biết, cho dù phú quý vinh qua đến đâu, ngày ăn ba bữa, tối ngủ một giường, tham đắm làm chi cho khổ thân nhọc trí. Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm ngủ chỉ vài gang là vừa, tiền muôn bạc dạng thải thừa, ngày ăn ba bữa cất chừa làm chi? Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, tài sản dồi dào, nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời, thân thể, tài sản, tất cả đều mang theo được gì? Một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thước thần. Kinh Pháp Cú. Tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm từng sát na. Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét giận hờn.
Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã. Giống như khỉ chuyền canh, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si, hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói, chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần rày đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn câu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ có một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm chú được thí chủ cúng dường hai sách giải, liền đem cúng cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai sách giải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng vườn. Khi đó, mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháo khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú chấp phải rễ cây, thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, quờ cành cây gõ lên đầu vợ. Đồ hư! Vừa lúc đó thầy chú mở mắt ra nói, người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta. Tăng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi, này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng, chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tăng Hộ ở lại tu viện, tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác, vào buổi sáng Phật cùng chư Tăng đi khất thực. Trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ, nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, còn mình thì đang làm gì? Trí óc vẫn giờ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, Ngài dừng bước và quay lại bảo, này La Hầu La, còn có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy, này La Hầu La, trong khi đi khất thực còn phải an trú trong chánh niệm bằng cách duy trì hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loại. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như thế, con không rơi vào tình trạng thất niệm. Phật dạy La Hầu La về phương pháp thở. Tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết ta thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế, ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ viển vông đã không có lợi ích
mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tập niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm nào bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn, nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Đối với người xuất gia, phải biết kiềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng vô thường không từ bỏ một ai, cho nên trong đời sống hàng ngày nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não, khổ đau. Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối, phải chịu cảnh sanh già đau chết, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Ngoài cái lo sợ đó ra, còn lo rầu đủ thứ: công danh chưa thành, tình duyên trắc trở, tai nạn bất ngờ, thời cuộc biến loạn, thiên tai địa ách, mùa màng thất bát, mùa bán không được, làm ăn thất bại, của cải mất mát, bà con nội ngoại ốm đau nghèo khổ, người thân bị bắt giam, cha mẹ vợ chồng con cháu đi xa không biết ra sao, hoặc là gặp cảnh trái ngang, tôi bất trung, vợ chồng bất chánh, con cháu ngỗ nghịch bất hiếu, bị người bội phản, oan gia đòi mạng, khổ này chất chồng lên khổ kia. Con người vì bị vọng thức điên đảo chấp trước nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất khôn dạy. Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh lợi, tình tiền của cải, trong kinh Trung Bộ, Phật dạy các tỳ kheo: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không trung chuyển, thấy các pháp vô thường. Biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Muốn tránh khỏi quả báo khổ đau thì những điều gì mình không muốn chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban trải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tan thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh, thân tử đại sinh thành tử hoại, già bệnh đeo khổ ải quả không, hòa hợp năm ấm lửa dòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết trần gian hư huyễn, diệt lại sinh biến chuyển vô thường, chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo các tội khiên, xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát,
Đạo lý này bao quát đường tu, đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp, khỏi tù tử sanh. Thơ dịch. Xét lại, thân của chúng ta chỉ là vay mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều do tâm tạo. Thế nào là sống trong hiện tại? Thuở Phật còn trụ thế, tại tu viện cấp cô độc, có một sư tên là Thera. Sư ít nói chuyện với ai, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thera không làm Phật lòng ai, cũng không chạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svatika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thera đến hỏi: Sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình, có phải vậy không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng, Phật dạy: Này các vị khất sĩ, thế nào là người thật sự biết sống một mình? Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ đã đi qua, còn tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ hình thể, ta từng là như thế đó. Cảm thọ ta từng là như thế đó. Địa vị của ta từng là như thế đó. Ta từng bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ, đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai trên những đợt sóng tư duy lo sợ hoặc mơ tưởng. Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai, đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc. Các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt. Người ấy biết mình đang làm gì. Nhờ có chánh niệm tỉnh thức, làm việc gì biết rõ việc đó, người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Người nào biết sống có ý tứ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười, khi làm việc, thì trong đời sống hàng ngày, người ấy tránh được những ý nghĩ, lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại, để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta
ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi loài hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, tha thứ nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối, làm cho mặt trời trí huệ mọc lên, xua tan bóng đêm vô minh. Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh an vui. Muốn có hạnh phúc thật sự, các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn sư Thera. Người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thật sự hiểu biết được ý Phật. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa. Vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao: sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư Tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở: số phận con sao khổ quá sư ơi, còn nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con, ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không? Con về nhà làm buôn bán, tiện lợi gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui. Trái lại, lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đâu, cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con không nghĩ ra? Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy, cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình. Nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên, nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm,
có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi: "Cô ơi, tại sao cô khóc như thế?" "Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé, con khổ quá, muốn tự tử chết khuất cho rồi." "Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chưa lại cho cô đồng nào không?" "Con có hai đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. "Tôi hỏi cô, hai đứa con và 20 triệu còn lại, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn?" "Hai đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được?" "Cô thấy không? Cô còn lại hai đứa con và nhà cửa, của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi?" "Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho." Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ, thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi thê thảm đang nung nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Milton. Muốn hết khổ, trong kinh Di Giáo Phật dạy, trì túc thường lạc. Nghĩa là người biết đủ, dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào, cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bát. Hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như Đức Phật, rồi tinh tấn tu hành, có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Trong luận Bảo Dương Tam Muội nói: "Lấy sự tác nghịch làm sự tác thành." Chính cái khổ đau cùng cực đó, nó cho chúng ta thấy rõ thân mạng là vô thường, vạn vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn Hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, Ngài làm bài thơ: "Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành." Ngài nói thân này giống như điện, như bóng, có rồi không. Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xum xuê, đến mùa thu thì héo tàn. Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi, Ngài không có vui buồn kinh sợ. Việc thịnh suy đối với Ngài như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan hết. Thân như lằn chớp, xẹt qua rồi mất. Do thấy như vậy nên Ngài an nhiên tự tại trong cuộc sống. Viết đến đây tôi nhớ mẫu chuyện. Có ông trưởng nhã nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất ông coi như khúc ruột, nhất hồ bá ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư số phận tất hẩm hiu, không khi nào ông nói hoài đến. Một hôm ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn cho gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: "Anh có bốn vợ, em là người anh yêu thương nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia cho tròn câu. Sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách."
Bà thứ nhất nói: Em biết tình anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được. Bao nhiêu gửi gắm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tủi ngước nhìn bà vợ thứ hai. Ông hỏi: Còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: Hàng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh. Thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào em đi lấy chồng giờ đó. Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã bất mãn, chán nản đau khổ, gượng nhìn bà vợ thứ ba. Thấy bà vừa khóc vừa nói: Anh đừng lo, khi nào anh chết, em sẽ lo ma chay tuần thất, dỗ quải cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh. Ông trưởng giả nghe qua nghẹn ngào tuyệt vọng. Tự nghĩ suốt cuộc đời mình luôn hy sinh chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao cực khổ để lo cho các người vợ. Bây giờ không ai đi theo mình, mà còn có những hành động phũ phàng, dông ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: Tuy hàng ngày anh không ngó ngàng tới em, nhưng em tình nguyện theo anh. Anh đến đâu là em đi tới đó. Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất là chỉ cho thân mình, vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó trở thành thây ma, hôi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Còn bà vợ thứ hai chỉ cho tiền tài của cải vật chất. Khi còn sống nó là của mình, đến lúc chết nó qua tay người khác, chứ có đem theo được gì đâu. Cho nên bà ta nói: Anh chết giờ nào em đi lấy chồng giờ đó là vậy. Còn bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc. Dầu họ có thương mình lắm là lo ma chay, tuân thức, dỗ quải, khóc lóc kể lễ tiễn đưa quan tài tới huyệt mồ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà thứ tư là chỉ cho nghiệp lành hay dữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn chung, tội thì lãnh riêng. Những người quá lo âu sâu thẳm tuyệt vọng vì bệnh tật, người thân mất, bị giật tiền của, làm ăn phá sản, tình phụ, thần kinh thác loạn. Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng, phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời, như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm giường, tập thể dục, hoặc làm một chút công việc gì đó, thì bệnh tình sẽ giảm đi. Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu, giúp bệnh nhân được an tĩnh, quên bớt những cảnh đau buồn. Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Muốn dứt hết những nỗi thống khổ, chúng ta phải học hạnh của các thiền sư. Khi gặp chướng duyên ách nạn, quý ngài ngồi thiền định, nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý vô thường, nhân quả, chấp nhận nghịch cảnh, nên nội tâm được an lạc. Điển hình như chuyện ngài An Thế Cao là một cao tăng đắc đạo, biết rõ nghiệp duyên của mình. Một hôm, ngài đi đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành khắp nơi loạn lạc. Trên đường, ngài gặp một thiếu niên, hắn rút dao ra nói: Ta tìm gặp ngươi rồi. Ngài mỉm cười trả lời: Ta đời trước mắc nợ mạng của ông, vì vậy, khi gặp ta, ông liền nổi sân muốn giết. Để trả món nợ đó, nên ta từ xa đến đây đền mạng. Nói xong, ngài thản nhiên không chút sợ hãi, đưa cổ cho chém. Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ ngài An Thế Cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết là vì ngài hiểu rõ luật nhân quả và sát thân ngũ uẩn, giả hợp không thật, nên ngài ung dung tự tại trước cái chết. Nói đến quả báo điên cuồng, trong kinh Địa Tạng nói: Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn,
thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Khế Kinh dạy, nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản hay lường gạt phụ bà tình cảm và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh, làm cho chúng sanh khổ sở điêu đứng, đảo điên, loạn tâm cuồng trí, người đó sau khi thân hoại mạng chung, đọa vào địa ngục. Ra khỏi địa ngục, rơi vào ngạ quỷ, súc sanh. Khi mạng kiếp, sanh lên nhân gian, khổ não triền miên, điên cuồng đền tội. Mưu sầu kế độc, căm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh. Mắng gió chửi mưa, ngay cuồng đền tội. Được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí. Truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí. Bồ Đề Lão Tổ. Nhân quả thiện ác phân minh, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông. Dẫu bá thiên ức kiếp, sở tạo nghiệp bất dông. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quang tự thọ. Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mẻ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Cổ Đức. Trong Kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình. Người trí canh giữ tâm như phòng hộ thành quách, tự tâm mình cũng phải nên phòng hộ như thế. Dầu chỉ một giây phút cũng chớ nên buông lung. Nếu giây phút buông lung, tức thời liền sa đọa. Phòng hộ tâm như thế nào? Chúng ta xem qua mỗi chuyện sau đây. Thuở Phật còn sanh tiền, có một nhà sư Phô Thi La là giáo thọ sư Lão Thông Tâm Tạng Kinh Điển, có điều là chưa chứng quả. Mỗi lần sư đến viếng Phật, Thế Tôn thường gọi Ngài là ông sư rỗng. Biết Đức Từ Phụ nói như vậy là để cho mình cố gắng tu. Cho đến một hôm, lòng buồn tột độ, tôn giả bỏ hội chúng đi vào rừng. Đi mãi, cuối cùng gặp 30 vị A-la-hớn, giống là học trò cũ của sư. Tôn giả Phô Thi La đến đảnh lễ vị thủ tòa, xin Ngài hoan hỷ chỉ cho cách tu. Vị thủ tòa mỉm cười. Làm sao tôi dám làm điều đó, khi trước kia Ngài là vị giáo thọ. Tôn giả bị đẩy xuống vị nhị tòa, cũng bị từ chối. Cuối cùng tôn giả đến trước vị A-la-hớn nhỏ tuổi nhất, mới lên bảy, dàn nài một cách khẩn thiết. Ồ, làm sao tôi dám làm điều đó, khi tuổi tác và sở học của tôi kém Ngài rất xa, e rằng Ngài có tin nổi hay không? Bạch Đại Đức, lòng con tha thiết khẩn cầu, mong Ngài từ bi chỉ giáo. A-la-hớn trẻ tuổi ôn tồn bảo. Này tôn giả, lúc còn tại gia, Ngài có chơi đá dế không? Thưa, biết ạ. Ồ, tốt lắm. Giả sử có một cái hộp vuông chứa đầy dế, có 6 cửa, cửa nào cũng hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các ngõ ấy. Có phải thế không nào? Thưa dân. Nếu cửa nào cũng mở rộng, thì các chú dế sẽ chui ra ngoài hết. Có phải vậy không? Thưa, đúng như vậy. Bây giờ muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, ta phải đóng kín 5 cửa, chỉ chừa một cửa, rồi tập trung lại nhìn cho thật rõ ràng chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế. Ta sẽ thấy rõ, để nào là dế than, dế lửa, dế cơm, chúng đang làm gì một cách rõ ràng. Này tôn giả, các cửa của các hộp dế chỉ cho 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ta. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng chẳng khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng, không cách nào tốt hơn là ngồi im lặng, giảm bớt các hoạt động của ý thức, bình thản nhìn một cách rõ ràng, chăm chú quan sát những dòng niệm của mình, không xen vào những ước muốn, lấy, bỏ, loại trừ. Bạch Đại Đức, con đã hiểu rồi. Tôn giả Phô Thi La từ giả 30 vị A-la-hớn tìm một nơi yên tĩnh tọa thiền. Để khuyến khích sư, Đức Thế Tôn gửi đến một bài kệ.
tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất? Hãy tự mình nỗ lực, khiến trí huệ tăng trưởng. Chẳng bao lâu tôn giả Phô Thi La đắc quả A-la-hán. Nhiếp Phục Lục Căng hiện nhân có kệ: sắc chi cũng không chinh được mắt, mắt tự do ngắm vật trong ngoài, đẹp không vọng niệm mê say, xấu không khởi ý chê bai gớm nhòm, tiếng chi cũng không làm tai mến, tai tự do nghe tiếng dở hay, dở không buồn ghét nơi tai, hay không buộc phải chuyển lay trong lòng, mùi chi cũng chẳng nung được mũi, mũi tự do để ngửi các mùi, thơm không làm nảy ý vui, hồi không thể khiến cho khơi lòng buồn, vị chi cũng chẳng sờn được lưỡi, lưỡi tự do nếm thử các vị, ngon không làm mến ưa chi, dở không sanh khởi ý gì chán chê, cọ đụng chẳng làm mê thân xác, thân tự do đụng các lạnh nồng, lạnh nồng không nhiễm được lòng, tướng mềm cũng chẳng trói trồng nơi tâm, vật chi cũng không làm động ý, ý tự do xử trí vật danh, giàu nghèo ưa ghét chẳng sanh, có không cũng chẳng khiến tình chấp nê, cảnh không thể làm mê tâm trí, trí tự do tự trị lấy mình, trồng sanh tử dược tử sanh, tuy mang xác tục mà tình thần tiên. Đoạn này rất diệu huyền vô tận, người hạ ngoan nếu đặng dịp nghe, sẽ là tỉnh được giấc mê, bỏ điều hung ác, theo bề thiền lương. Tu vô thượng tưởng. Đức Phật dạy, người nào tu vô thượng tưởng, thời vị đó đắc được vô ngã tưởng, đoạn trừ hết ngã mạn. Có nghĩa là quán sát tất cả các pháp do các duyên hòa hợp, không thật, cho nên diệt trừ được ngã mạn, chấp ngã, chấp pháp, dẫn đến thành tựu đạo quả, cứu cánh giải thoát niết bàn, bất sanh bất diệt. Để cho tâm được thiện lành, trong kinh Hiện Ngu nói: ở nước Ba Tư Nại có một người cư sĩ tên là Ưu Bà Cúc Đề, làm nghề buôn bán. Bấy giờ có ngài A La Hán tên là Thế Bệ đến nhà thuyết pháp giáo hóa, dạy Ưu Bà Cúc Đề luyện tâm bằng cách lấy một mớ đậu đen để trong túi áo. Hễ nghĩ một niệm lành thì lấy một hạt đậu trắng bỏ vào lon, nếu khởi một niệm ác thì lấy một hạt đậu đen bỏ vào trong lon. Ưu Bà Cúc Đề dâng theo lời dạy, ban đầu hạt đen nhiều hơn đậu trắng, dần dần tu tập đen trắng ngang nhau, rồi chăm tu chẳng gián đoạn nên không còn hạt đậu đen nào cả, chỉ toàn là đậu trắng. Khi ấy niệm thiện đã thắng niệm ác, Ưu Bà Cúc Đề chứng đắc sơ quả. Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phật dạy: phải giữ năm giới, tu thập thiện, hành lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ thiền, ba môn giải thoát, chính là pháp yếu điều phục tâm mình. Thợ hồ lo xây dựng, thợ mộc lo cưa đục, thuyền sư lo lái thuyền, người trí điều phục mình. Cất trăm ngôi chùa Phật chẳng bằng cứu sống một người, cứu sống khắp mười phương thiên hạ chẳng bằng một ngày tu tâm. Kinh Mã Ý. Tu tâm là một vấn đề rất quan trọng. Người đời tham sân si vì chẳng biết tu tâm. Gia đình không hạnh phúc vì chẳng biết tu tâm. Xóm làng hay rầy rà kiện cáo vì chẳng biết tu tâm. Nước nhà rối loạn vì dân chúng chẳng biết tu tâm. Thế giới chiến tranh vì nhân loại chẳng biết tu tâm. Phật tử tu hành bị thoái chuyển vì chẳng biết tu tâm. Người biết tu tâm mới có lòng từ bi hỷ xả. Gia đình có tu tâm, thân tộc mới được hạnh phúc. Xóm làng có tu tâm, trong thôn mới được an ổn. Quốc gia có tu tâm, nước nhà mới thịnh trị. Nhân loại có tu tâm, thế giới mới được hòa bình. Phật tử có tu tâm mới mau thành đạo, chứng quả. Làm hiện nhân quân tử, thành Phật đắc đạo cũng nhờ tu tâm. Thiện ác tốt xấu, khổ vui đều do tâm tạo ra tất cả. Là Phật tử biết tâm rong ruổi, luôn tìm cầu đeo đuổi chẳng nhàm,
không sao thỏa được lòng tham, tội kia theo đó càng làm càng sâu. Biết giác ngộ xa lìa ngũ dục, thấy tử sinh là ngục khổ đau, tu tâm quét sạch trần lao, theo đường thánh đạo cùng nhau niết bàn. Nói tóm lại, vạn pháp đều do tâm tạo. Phàm trong khi tác ý muốn làm việc gì, cần phải lấy trí huệ tư duy phán xét. Nếu như việc nói năng hành động đó đem đến lợi ích cho mình và người, thì nỗ lực làm. Còn nếu đem đến thiệt hại cả hai, hoặc lợi mình hại người, thì phải đoạn trừ. Muốn cho có trí huệ sáng suốt, điều quan trọng là tâm phải thanh tịnh. Muốn cho được thanh tịnh, tự mình là thiện tri thức và phải gần người hiền lành, cố gắng giữ giới phòng hộ các căn. Khi nói ra phải như pháp mà nói lời đạo đức, tích cực làm việc thiện, quán thân mình là dơ bẩn, vật chất là giả tạm. Tâm không thật, pháp chỉ là phương tiện. Có nghĩa là thấy biết tất cả mà không bị ô nhiễm vướng mắc trụ chấp. Đó là tâm chân thường chân lạc, tự tại giải thoát. Đây là phương pháp nhiếp tâm để duy trì chánh niệm, phản tỉnh thanh lọc, làm cho tâm được trong sạch thanh tịnh. Động, tịnh, khổ, vui, những môi trường hoàn cảnh xung quanh chúng ta, tốt hay xấu đều do tâm tạo ra mọi cảnh ngộ. Kinh Địa Tạng cũng vậy. Tội mình làm thì tự gánh lấy, không ai thay thế được cả. Vậy mà chẳng có mấy ai tỉnh thức, cứ mãi đắm mình trong tình tiền danh lợi. Vì quá tham lam, con người tìm đủ trăm phương ngàn kế, đem ra thi thố tranh danh đoạt lợi, giành giật từng chén cơm manh áo, tranh nhau từng tấc đất, cực lực đấu đá với nhau cho đến chín sống mười chết. Tha hồ hốt của phi nghĩa, nhưng họ lại quên rằng, tất cả ai rồi cũng chết. Hễ có rồi lại không, hôm nay của mình, ngày mai qua tay kẻ khác. Thế mà có người ỷ mình giàu sang, mua quan bán chức, nghênh ngang hống hách, đàn áp bóc lột, sống xa hoa kiêu kỳ trên xương máu, mồ hôi nước mắt của người khác. Cho rằng như thế là hay là giỏi. Nhưng họ đâu có ngờ rằng, chỉ cần sa cơ thất thế, phải lâm vào hoàn cảnh tù đày hoặc tử hình hay tha phương cầu thực. Trong kinh Bồ Tát Giới có dạy, tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc cha mẹ nhiều đời, chết rồi sanh trở lại trong lục đạo. Nếu chúng ta giết hại hoặc hơn thua, tức là sát phạt tranh giành với người thân trong quá khứ của mình, chứ không ai xa lạ. Kinh Báo Hiếu, Phật lại đóng xương khô để tưởng niệm lục thân quá khứ. Ngài đã từng tuyên bố, tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, từ đó mà sanh ra. Như thế để cho chúng ta thấy rõ lẽ đó mà mở rộng lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Nếu không, mình sẽ trở thành kẻ cuồng si độc ác, sát hại người thân trong quá khứ, vun bồi cho người thân hiện tại. Thật là tội lỗi và vô nghĩa. Đó là điều lầm lẫn do thiếu trí huệ mà ra. Cũng chính vì danh lợi, tình, làm cho con người phải điêu đứng, đảo điên khổ sở, thất vọng, đến đổi phải quyên sinh. Như tôi thấy, thỉnh thoảng có người đem dông vô chùa, hỏi ra mới biết, chết vì thất tình. Mình nghĩ, thế gian một hết người rồi sao mà lại dại dột đến thế? Nhưng khi xem kinh mới hiểu, chẳng qua họ chết là vì kiếp trước đã từng làm cho người ta khổ lụy chết thảm. Bây giờ tự nhiên nghiệp thức khiến họ tự nghĩ, nếu không sống chung với người đó thì chết, chứ không ai thay thế được. Vì nhân nào quả nấy, đành rằng chẳng sai. Tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Bạn phụ tình, bạn nghĩ thế nào? Bởi vậy cổ đức than rằng, hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến chết chúng khiêng quan tài, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm này hầu non. Chỉ có tội phước hãy còn, đến nơi thẩm phán của son diêm đài. Phước nhiều tiên cảnh lên này, tội nhiều xa đọa
nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới thấy gớm ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Nói đến sự lo nghĩ về tham dục, thuở Phật còn tại thế có bốn vị tân học tỳ kheo ngồi bàn luận chuyện thế gian. Vị thứ nhất nói: vào mùa xuân cỏ cây xinh tốt, hoa tươi khoe sắc, nếu đi dạo chơi thì thật là vui. Vị thứ hai nói: bà con hội họp chén tạ chén thù, nghe âm nhạc thưởng thức múa ca, đó mới là vui nhất. Vị thứ ba nói: tiền của thật nhiều, cần gì có nấy, xe ngựa, quần áo, đồ trang sức thật lộng lẫy, khi ra đường ai nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi, đó mới thật là vui. Vị thứ tư nói: vợ đẹp hầu non với lụa là gấm dấp, son phấn ngát hương, mặc tình vui chơi, đây mới thật là vui. Đức Phật biết bốn vị tân tỳ kheo để tâm rong ruổi theo lục dục mà không xét đến lẽ vô thường, Ngài bèn cho gọi bốn vị đến, bảo: những điều mà các ông bàn luận toàn là những thứ đưa đến lo sợ, oán thù, bại vong, không phải là pháp an vui. Các ông phải suy xét, vạn vật xuân thì tươi tốt, sang thu thì tàn tạ, bà con sum vầy vui vẻ, rồi phải chịu cảnh chia ly. Tài sản xe ngựa là của năm nhà, thề thiếp xinh đẹp là đồ mối yêu ghét, kẻ phàm phu cũng vì nó mà chuốc lấy tai họa vào thân. Những nỗi lo sợ dẫy đầy, ba đường tám nạn, muôn nỗi khổ đau đều do tham dục mà ra. Vì vậy, các bậc sa môn xá tục câu đạo, chỉ hướng vô vị, không tham tài, sắc, danh thực, thùy, thì tự nhiên đạt đến niết bàn. Đây chính là chỗ tuyệt đối an vui. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: ham vui sinh ra lo, ham vui sinh ra sợ, nếu không có ham vui đâu còn lo sợ gì. Bốn vị tân tỳ kheo nghe pháp nghĩa này lấy làm hổ thẹn, ăn năn sám hối, tâm chợt khai ngộ, vọng tưởng chấm dứt, tham dục không còn, chứng đắc đạo quả A La Hán. Kinh Pháp Cú. Con đường súc sanh. Phật dạy: nếu người nào do lòng si mê quá nặng, không biết đâu là tốt xấu phải trái, thiện cho là ác, còn ác cho là thiện, tinh tà mong phước mê tín, với cái tâm mù quáng như thế, trong giờ phút lâm chung mê muội gây nghiệp ra sao, nó tuần tự hiện ra. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra hết thú tướng. Thấy con thú cái nào đó đang giao hợp, khởi tâm ái nhiễm, nó thọ thai vào đó, sinh ra làm thú. Thuở Phật còn tại thế, gia đình của bà Patakaha chỉ trong một thời gian ngắn mà cha mẹ, chồng con đều chết hết. Bà quá đau khổ trước thảm cảnh người thân và của cải đều mất tất cả. Khủng hoảng tinh thần đến nỗi mất trí, thân thể lõa lồ, bà chạy như điên trên đường phố cho đến khi gặp Đức Phật. Ngài dạy: này Patakaha, cái chết là một hiện tượng tự nhiên, rồi đây ta cũng chết, bà cũng chết, tất cả mọi người không ai tránh khỏi. Các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã, ân ái như giấc mộng, gặp gỡ sẽ chia ly. Trong những kiếp trước, bà đã từng đau khổ, khóc than vì cái chết của người thân. Nước mắt kia còn nhiều hơn biển cả. Nhân đây Đức Phật nói kệ: người đắm chìm trong ải, vọng tưởng miên man hoài, già chết mãi vần xoay, do ải sâu không đáy. Người trí thấy rõ ái, ngục kiên cố khó ra, nên giới dục tránh xa, dứt ái được an ổn. Đức Phật thấy bà nhận chân được ái là nhân sanh ra khổ, sự chết là lẽ đương nhiên.
Ngài giảng giải thêm về tứ diệu đế. Đây là khổ, nguyên nhân của sự khổ. Đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Này Patakaha, có bốn sự thật mà người tu phải công nhận. Sự thật thứ nhất, sinh, già, bệnh, chết là khổ. Buồn, giận, ghen tức, lo lắng, sợ hãi và thất vọng là khổ. Chia cách người thân yêu là khổ. Chung đụng với người ghét bỏ là khổ. Tham đắm và kẹt vào năm uẩn là khổ. Này Patakaha, sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau. Vì mê muội cho nên không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời. Vì thế con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Này Patakaha, sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí huệ, là sự hiểu biết, nhận thức được sự thật về bản ngã và cuộc đời là khổ, không, vô thường và vô ngã. Thấy được như thế sẽ chấm dứt hết mọi sầu đau, đem lại cho ta niềm an lạc. Này Patakaha, sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là con đường bát chánh đạo. Nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh và định lực chân chánh. Này Patakaha, sao gọi là chánh đạo? Vì con đường này không phải là con đường trốn tránh đau khổ, mà là con đường đối diện trực tiếp với khổ đau để diệt trừ khổ đau. Con đường bát chánh đạo này là con đường của sự sống tỉnh thức. Vì vậy, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng phát sinh trí huệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân chánh thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, sinh kế và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào chánh đạo. Khi trí huệ đã phát sinh, sẽ giải thoát tất cả mọi ràng buộc khổ đau, đem lại cho ta nguồn an lạc chân chính. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bà Patakaha giác ngộ, biết rõ mạng sống vô thường, chồng con của cải như khách. Bà thành tâm đảnh lễ, tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Hoàn cảnh vô thường. Như quý vị cũng từng thấy và chứng kiến, không biết bao nhiêu những cảnh vinh nhục sang hèn, được mất hơn thua, cứ tiếp tục diễn ra trước mắt. Nào là lâu đài xe cộ, của cải vật chất đầy kho đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một trận động đất thiên tai hỏa hoạn, bão tố lũ lụt, hay trải qua một cơn binh biến, cũng trở thành những đống tro tàn gạch vụn vùi sâu dưới lòng đất. Kia là cung điện nguy nga của Tần Thủy Hoàng, được xây dựng bằng xương máu của nhân dân, mà giờ đây còn đâu? Nọ là thành cổ loa kiên cố, nay chỉ còn lại những ký ức xa mờ. Và còn biết bao nhiêu thành phố nguy nga tráng lệ đã vùi sâu vào lòng đất hay dưới đại dương, khi trải qua một cơn động đất tàn phá, núi lửa phun trào, khủng bố, chiến tranh thảm khốc do loài người tàn bạo gây nên, làm cho vô số sinh linh chết thảm. Những người còn sống sót phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói đau không thuốc, khiến cho vợ xa chồng, cha mẹ ly biệt con cháu, kẻ ở góc biển, người cuối chân trời, bờ giờ trong chợ thương nhớ. Trong đời sống hàng ngày luôn luôn có sự thay đổi, từ đường lối chính sách cho đến những cảnh đất lở sông bồi, núi non biển cả, mây gió trăng sao đều luôn luôn chuyển biến, thương hải biến vi tan điền. Những điều đó thường xảy ra trên quả địa cầu này, quý Phật tử có nghe đài xem báo đã rõ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: Tam giới vô an, du như quả trạch. Giống như ở trong nhà lửa, ngũ trược ác thế thật đáng khiếp sợ. Nhưng vì một chút miếng mồi ngũ dục làm cho chúng sanh quên hết những khổ nạn bao vây bên mình. Quý Phật tử nên nhớ, tất cả vật chất trên cõi đời này đều vô thường giả tạm. Vì
của vốn năm nhà ta chẳng có, thân này tứ đại vốn là không. Con đường Atula. Phật dạy, nếu người nào tánh khí hung hăng, thích đấu tranh hơn thua, trong giờ phút lâm chung đấu tranh đấm đá sát phạt ra sao, nó lần lượt hiện ra hết. Qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới Atula, là thần chiến đấu hàng ngày đánh lộn với nhau, là lối gian dội cả núi Tu Di. Tâm như thế nào sanh vào cảnh giới như thế đó, thích đấu tranh đấm đá thì sanh vào cảnh đấu tranh. Đó là định luật nhân quả. Con đường nhân đạo. Phật dạy, nếu người nào tính khí hiền lương, biết quy y giữ gìn ngũ giới, không sát sanh đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tụng kinh niệm Phật, trong giờ phút lâm chung tự thấy mình đi chùa dâng hương qua lễ Phật tụng kinh, qua diễn tiến đó, nó hiện ra một người phụ nữ nào đó có nhân duyên với mình, thọ thai vào, tiếp tục sanh ra làm người. Con đường thiên đạo. Phật dạy, nếu người nào chuyên tu thập thiện, thân không sát sanh đạo tặc tà dâm, khẩu không nói dối khoe khoang đâm thọc rủa chửi, ý không tham sân tà kiến, trong giờ phút lâm chung những điều lành mình làm được hàng ngày như là trì chay, giữ giới, tụng kinh niệm Phật, cúng dường, bố thí phóng sinh, cứu trợ, ủy lạo, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, qua diễn tiến đó, nó hiện ra cảnh giới thiên đường, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước mình về thiên giới, hưởng lấy thiên phước. Nói tóm lại, nếu người nào tâm địa độc ác là họ đang đi con đường xuống địa ngục, người nào tham lam trộm cắp, keo kiệt bỏng sẻn là đang đi vào con đường ngạ quỷ, ai mê muội mù quáng, không phân biệt được thiện ác, mê tín, tà vại là đi vào loài súc sanh, người nào thích đấu tranh hơn thua là đang đi vào con đường Atula, còn người giữ năm giới là đang đi vào cảnh giới người, người nào tu thập thiện là đang đi vào con đường thiên giới. Đó là sáu nẻo luân hồi, mình muốn đi lên xuống tùy ý. Còn nếu như ai muốn thoát cảnh luân hồi sanh tử thì phải xuất gia giữ 250 giới, tu lần cho đến khi chứng đắc quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật mới thoát khỏi cảnh sanh tử. Giữ 50 giới mà còn chật vật, đừng nói chi tới 250 giới, rồi trải qua vô số kiếp tu mới thành Phật. Mình mới nghe qua Thái Ngán, nhưng trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: tỳ kheo múc nước thuyền, nước hết thì thuyền nhẹ lướt đi mau, người đoạn trừ ái dục và luôn cả sân nhuế, ái dục và sân nhuế đã dứt sạch không còn, thời liền chứng niết bàn. Hệ ái dục sân hận nổi lên là diệt liền, ngày đó là bồ đề niết bàn, vì mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Có người nói sao tu hoài mà không thành Phật, thử kiểm lại coi mình tu có giống Phật không. Nếu tu giống thời thành Phật liền, tại mình tu không giống Phật cho nên làm chúng sanh luân hồi là vậy. Nếu mình nhận thấy không đủ khả năng thoát khỏi luân hồi thì nên chọn vào cảnh trời, người, chớ để rơi vào cảnh địa ngục, súc sanh, Atula là nguy lắm. Do đó ta phải cố gắng tu. Đời mạt pháp, nếu không siêng năng học tập tu hành, đến lúc lâm chung thì đã muộn. Sở dĩ có ba con đường dữ là do tham sân si, thân làm ác, khẩu nói ác, ý nghĩ ác, như giận người nào muốn cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Nếu ghét ai là thiêu dệt đâm thọc, chửi rủa, hủy báng đủ điều, quyết cho họ lâm vào cảnh khổ, lại không ưa thấy điều tốt của người. Còn như đánh vào người nào, quyết đánh họ đau đớn thấu trời thấu đất. Khi giận hờn tàn bạo thì không kể tôn ti thượng hạ, phùng mang trợn mắt như lửa đổ, là lối gian dội như sấm nổ, chửi mắng đánh đập, hãm hại người chẳng chút nương tay. Còn khi làm phước thì thiện tâm rất yếu ớt,
chỉ được lúc đầu, lần hồi ngày qua tháng lại, đến khi quên mất hết việc thiện là xong. Khi làm ác thì tâm lực mãnh liệt, lúc tu hành làm lành thì ý chỉ bạc nhược, yếu hèn, mà lại mong quá giải hết ác nghiệp, hưởng nhiều phước báo. Có nhiều người vừa mới tụng kinh niệm Phật lại sanh tâm mỏi mệt, chán nản, tự nhủ mình không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, sẽ sanh bệnh. Hơn nữa, tu hoài mà không thấy linh ứng hay đắc đạo, toàn là gặp những chuyện không may. Lại đổ thừa, tại tu mới đổ nghiệp như vậy. Nhưng họ có biết đâu, nếu không nhờ tu đã chết từ lâu rồi, vì tu là chuyển nghiệp, nặng thành nhẹ, chứ không phải là thêm nghiệp. Chẳng qua là biện hộ cho tánh giải đãi lười biếng, ham ăn, mê ngủ. Vừa nằm xuống mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến tam bảo, kinh luật, hay là báo ơn cha mẹ tổ thầy, cúng dường bố thí, học pháp nghe kinh, tinh tấn tu hành lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, để làm lợi ích cho chúng sinh. Từ sáng đến tối cứ mãi lo nghĩ cái chuyện hơn thua, được không bao nhiêu, phiền não khổ đau lại quá nhiều, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Trong kinh Phật dạy, chưa có công đức nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, và cũng chẳng có chút phước lành nào từ sự kiêu mạn tự đắc mà được. Là Phật tử phải nên ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm, quen theo thế tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau, nên thường phải dồi trao tinh tấn, dũng mãnh tu phá những não phiền, bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục âm giới về miền chân như. Trong lục độ lấy tinh tấn làm chủ yếu, không luận bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, nếu không có tinh tấn thì không có cách nào thành tựu ba la mật. Trong kinh tinh tấn nói có 10 điều lợi ích cho người tinh tấn. 1. Không bị lực lượng bên ngoài chế ngự. 2. Được chư Phật nhiếp thọ. 3. Chúng trời người kính ngưỡng. 4. Nghe được chánh pháp không quên. 5. Tìm biết được những điều chưa biết. 6. Tăng trưởng vô ngại biện tài. 7. Được an trú trong thiền định. 8. Ít bệnh, ít não, ít hoạn. 9. Ăn uống dễ dàng tiêu hóa. 10. Như hoa ưu đàm nở. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí huệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn là vượt qua tất cả. Phật dạy, chỉ cần quan sát thấy cho rõ thần tứ đại này do đất nước gió lửa tạm hợp thành rồi sẽ tan hoại. Hãy tư duy tỉnh giác để tâm được thanh tịnh, chuyên niệm tam bảo và thực hành các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ. Niệm hơi thở, niệm chết thì thân tâm sẽ được thanh tịnh tự tại, an lạc, giải thoát. Giữ miệng thu nhiếp ý, thân không phạm lỗi chi, ai làm được như vậy, sanh tử chẳng còn gì. Kinh Pháp Cú Thí Dụ. Có nhiều người tu mà cũng sợ, vì nghe nói suốt đời tu hành, nếu trong giờ phút lâm chung, cần tử nghiệp chỉ cần nổi lên một niệm sân, cũng vẫn bị đọa như thường. Để giải nỗi nghi đó, chúng ta hãy xem qua câu chuyện sau đây. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài Mahanam đến hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trọn đời quy y tam bảo, thọ trì năm giới, lập công bồi đức, giả sử một hôm nào đó còn bị chết một cách bất đắc kỳ tử, như là tên bay đạn lạc, vòi giày xe đụng, trong khi chết một cách đau đớn quảng hốt như vậy, con sẽ sanh về đâu? Đức Phật bảo: Này Mahanam, con chớ có sợ. Như có một cái cây, nó nghiêng về hướng nào, sau khi người ta đốn hoặc hết tuổi thọ thì tự nhiên nó sẽ ngã về hướng đó.
Có gì đâu mà con phải sợ. Tâm như thế nào, sanh vào cảnh như thế đó. Luật tà trí. Thí dụ, người uống rượu khi ra đường họ tìm đến bạn rượu để bày tiệc ăn uống. Còn người cờ bạc hút chích thì đến chỗ cờ bạc hút chích. Còn người Phật tử hiền lành rủ nhau đến chùa tụng kinh nghe pháp, bố thí phóng sanh. Đức Phật nói tiếp: Vì có người đem đá liền xuống hố, rồi cùng nhau cầu nguyện cho nó nổi lên. Chuyện đó không bao giờ có được, vì thể chất nó nặng, phải chìm mà thôi. Người ác cũng thế, khi chết phải sanh vào cõi dữ, đó là lẽ đương nhiên. Còn người lành giống như dầu, người ta đem đổ xuống nước, thể chất nhẹ, tự nhiên nổi lên. Cho dù kẻ ác có nguyền rủa trù ếm cho nó chìm, cũng không thể chìm được. Vì người lành lẽ đương nhiên sanh vào cõi lành. Nói tóm lại, thân này do tứ đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành, cho nên nó thường xung khắc lẫn nhau mà sinh ra bệnh hoạn, rồi âm thầm suy hoại cho đến ngày tan rã. Suy cho cùng, thân này không có cái gì là của ta. Đầu, mình, tay chân, máu mủ, có phải của ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trượt giả hợp. Nếu nói là của ta, tại sao nó muốn bệnh chết giờ nào, không sao ngăn được? Thân này quả thật là vô chủ, chẳng khác nào như mộng ảo. Lúc tàn canh do nghiệp si ái mê chấp mà thành mảnh hình ảo giả. Thuở xưa có một triết gia, túi không có một xu, thơ thẩn trong một miền núi đá. Dân cư ở đây sống rất vất vả. Một hôm, nhận thấy một đám đông quây quần chung quanh mình trên một ngọn đồi. Ông nói: Đừng lo tới ngày mai, vì ngày mai chưa tới, chớ vội lo. Ta chỉ lo trong ngày hôm nay thôi, cũng khổ rồi. Những câu này được lưu truyền muôn thuở. Đời sống là một biến đổi không ngừng, chẳng khác nào dòng nước chảy trên sông, mỗi giây đều thay đổi. Quá khứ đã qua, tương lai còn bao phủ trong những biến dịch không ngừng. Như vậy chúng ta yên ổn vui vẻ sống trong ngày hôm nay. Nếu để cho gánh nặng quá khứ và ngày mai đè thêm vào gánh nặng hôm nay, thì người mạnh nhất cũng phải ngã quỵ. Ai kia sung sướng suốt đời, riêng tôi vui sống trong ngày mà thôi. Ngày mai mặc kệ ngày mai, vì tôi đã sống hôm nay đủ rồi. Horace. Chúng ta nên lưu ý là đừng lo tới ngày mai, chứ không phải đừng nghĩ. Ta cứ cẩn thận suy nghĩ, dự tính sửa soạn tới ngày mai đi, nhưng đừng lo lắng gì hết. Trong cuộc sống, trước khi làm việc gì phải khéo suy nghĩ kỹ về nhân quả, rồi hành động một cách hữu ích, hợp đạo lý. Còn vụng suy nghĩ làm những chuyện phi đạo đức, vô ích, để cho thần kinh căng thẳng suy nhược và lãnh lấy hậu quả khổ đau. Một trong những điều bi đát nhất là loài người có tánh buông bỏ đời sống hiện tại, cho nên mới xảy ra biết bao cảnh âu sầu, khổ não, bệnh hoạn. Bác sĩ Halo De Habem ở giảng đường Mayo nói: Trong kỳ họp thường niên của các bác sĩ và những nhà giải phẫu cho biết, nguyên nhân sinh ra bệnh ung thư bao tử, đau tim, tiểu đường, đau răng, nhức đầu, phòng thấp, trúng hàng, ung nhọt, ghẻ lát, mạch máu căng thẳng, mất ngủ, mất ăn, đau thần kinh, loạn óc, tóc mau bạc và rụng, da mặt mau nhăn. Những bệnh đó đặc biệt thường xảy ra với người quá lo lắng, nghi ngờ, do dự, sợ sệt, đời sống gây go, ồn ào, nhộn nhịp quá, đau khổ trong hôn nhân, suy bại về tài chánh và tánh vô cùng ích kỷ, oán ghét, nóng nảy, chán chường, thất vọng, không thích nghi với hoàn cảnh được mất, tốt xấu, khổ vui khen chê, vinh nhục chua chát trong đời. Họ cứ muốn sống cách biệt với mọi người chung quanh và tự gia mình trong một thế giới tưởng tượng. Đó là nguyên nhân sinh ra các thứ bệnh. Lo lắng, ích kỷ, ganh ghét, sân giận, uất hận, sợ hãi, tuyệt vọng, khác nào những mũi kim đâm vào thần kinh. Nó dư sức làm cho ta quá điên và tự tử. Phải,
Chúng ta có những tư tưởng vui vẻ thì đời ta sung sướng, có những tư tưởng hắc ám thì đời ta khốn khổ. Có những ý nghĩ sờ sệt, nghĩ đến thất bại thì chắc chắn sẽ thất bại. Nếu ta cứ than thân trách phận thì mọi người ắt sẽ tránh xa. Nếu ta nghĩ đến đau ốm thì sẽ đau ốm. Chẳng hạn như trường hợp ông Inglot bị nhiều chứng bệnh. Ông nói: tôi lo hết cái này đến cái nọ, thậm chí tôi lo cả ý nghĩ của người khác về tôi nữa. Tôi lo đến nỗi thần kinh suy nhược, rối loạn tiêu hóa. Thế là tôi bị đau bao tử, chữa rất nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Rồi ít lâu sau lại sinh ra nhiều chứng bệnh khác. Áp lực quá nặng làm mạch máu tăng lên. Bác sĩ nói với tôi, áp lực ấy đã tới độ cao, có thể mất mạng. Cho nên tốt nhất là lo thu xếp việc nhà. Tôi về xem sổ sách và dặn vợ con, rồi cầu trời Phật tha thứ những lỗi lầm của mình. Lúc nào cũng than thở rên la. Thế là tôi đã làm cho những người xung quanh tôi khổ sở, vợ con khóc lóc, còn tôi vùi đầu vào cánh tuyệt vọng. Sau một tuần than thở cho thân mình, tôi tự nhủ mình phải cố gắng vui vẻ. Có lẽ còn sống được một năm nữa, sao không chịu hưởng vui cho hết đời? Dại gì mà lo sợ để rồi chết trong âu sầu. Tôi ưỡn ngực lên, mỉm cười rồi ráng hành động như người khỏe mạnh. Ban đầu còn hơi khó, xong tôi gắng sức tỏ ra dễ dãi, vui vẻ kiếm việc làm. Nhờ vậy vợ con tôi hết lo sợ và bệnh tình của tôi cũng thuyên giảm. Tôi nhận thấy khỏe hơn, bệnh tiếp tục giảm rồi không bao lâu hết hẳn. Nếu tôi nghĩ rằng thế nào cũng chết thì lời bác sĩ tiên đoán sẽ thành sự thật. Nhờ tôi thay đổi thái độ bi quan, lấy tinh thần phấn đấu để tự trị lấy căn bệnh của mình. Kể từ đó đến nay, tôi sống rất vui vẻ trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người không làm chủ được bản thân, gặp gì cũng lo sợ, làm cho trí huệ mê mờ, thần kinh suy nhược, sanh ra đủ thứ bệnh tật. Người nào không thắng được lo lắng sẽ dẫn đến hậu quả chết sớm. Tại sao chúng ta lại điên dại như vậy? Lạ lùng thay, cái chuỗi đời của ta khi còn con nít thì nói gì? Ước gì tôi lớn thêm một vài tuổi nữa. Đến khi lớn lên vài tuổi rồi, lại nói gì? Ước gì tôi tới tuổi trưởng thành. Khi tới tuổi trưởng thành lại nói, ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng. Đến khi thành gia thất rồi, thì mong ước lại thay đổi. Ước gì tôi già được nghỉ ngơi. Đến khi được nghỉ ngơi rồi, lại thương tiếc quãng đời đã qua. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn gì mà mơ ước. Khi đã biết được rằng đời sống trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi. Ông Edward Van gần tự hủy đời ông cho tới khi ông học được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày đang sống, trong từng giờ đang sống. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông giúp việc cho thư viện để nuôi một gia đình 7 người. Lương ít mà không dám bỏ sở. Sau 8 năm do dự, ông mượn của người bạn 550 Mỹ Kim. Ông làm ăn phát đạt, mỗi năm kiếm được 20.000 Mỹ Kim. Rồi ông cho một người bạn vay số tiền lớn. Chẳng may người bạn vỡ nợ, quả vô đơn chí, ngân hàng ông gửi tiền cũng phá sản. Sự nghiệp tiêu tan hết, ông còn mắc thêm món nợ 16.000 Mỹ Kim nữa. Đau đớn quá, tinh thần suy sụp, ông nói: tôi ăn không được, ngủ không được, sanh ra bệnh suy nhược thần kinh. Mà nguyên nhân chỉ là ưu phiền quá, chứ không có gì khác. Một hôm đang đi, tôi té xỉu trên đường. Từ lúc đó không cất chân được nữa. Tôi phải nằm liệt giường, mụn mọc đầy mình. Nhức mỏi quá, nằm không được, mỗi ngày một yếu. Sau cùng bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được 2 tuần nữa thôi. Tôi sợ lắm, viết di chúc rồi nằm chờ chết. Từ khi biết chắc sẽ vũ sạch nợ trần, tôi hết lo lắng, ngủ li bì như một đứa bé. Hết lo thì tôi cũng hết mệt, ăn ngủ được
nên lên cân. Vài tuần sau tôi đi làm lại. Trước kia tôi kiếm được 20.000 mỹ kim một năm. Bây giờ mỗi tuần kiếm được 30 mỹ kim mà tôi rất hài lòng. Khi làm việc gì, nếu lỡ thất bại, chúng ta phải bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, tìm ra nguyên nhân của nó để cải thiện lại công việc. Vậy mà trên đời có mấy ai làm được điều này? Khi gặp chuyện khó khăn, họ quay cuồng lo lắng, để rồi tự làm hại cuộc đời mình. Chỉ vì họ không chịu khó nhận ra sự chẳng may nhất, mức độ thiệt hại của nó tới đâu, để cải thiện tình thế và cố vớt vát lại những vật chưa chìm trong khi con thuyền đang đắm. Đáng lẽ gây dựng lại sự nghiệp, họ đâm ra gây lộn một cách kịch liệt hay chua chát với số phận, khiến cho nhiều người mắc phải bệnh âu sầu, uất hận, chán đời, tuyệt vọng. Chuyện đã xấu lại càng xấu hơn. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tính trí huệ của Như Lai. Muốn phát huy những đức tính này, Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy, chỉ cần quán tâm là đủ. Trong khi quán tâm, hành giả phải tỉnh táo, để lòng rỗng rang, không cho vướng mắc những ý niệm, tính toán ta và của ta. Chính cái tâm không này, nó phát sanh ra trí huệ. Khi đó, tình thương yêu của ta ban rải khắp muôn loài vạn vật. Nhờ có cái tâm không phân biệt ấy, chúng ta thích ứng dễ dàng với ngoại cảnh bên ngoài, đương đầu với bát phong một cách tự tại. Vẫn thấy, nghe, hiểu, biết rõ ràng, nhưng không còn dấu vết của tình chấp. Bát phong là 8 ngọn gió lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn trong khi tu hành. 1. Lợi là tiền tài lợi dưỡng. 2. Suy là nỗi đau khổ khi tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. 3. Hủy bị người nói xấu, hủy mắng. 4. Dự được người đời tán thán khen ngợi. 5. Xưng được tôn xưng kính trọng. 6. Cơ bị chê bai khinh khi. 7. Khổ đau khổ, hoạn nạn đến. 8. Lạc vui sướng khi được điều như ý. Chúng sanh đứng trước 8 ngọn gió trên, bị nó thổi mà tâm không lay động, thì cuộc sống được an vui, tu hành mau thành chánh quả. Bằng ngược lại, bị nó thổi liền sang ngã vùi dập đau thương, thì thật là nhu nhược, thiếu dũng lực. Chẳng phải là người chân tu phải bị đắm chìm mãi trong dòng sanh tử. Chúng ta thử tìm hiểu cuộc gặp gỡ giữa Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả. Huệ Khả thưa: bạch Tổ sư, tâm con bất an, xin Ngài dạy con phương pháp an tâm. Tổ sư bảo: đưa tâm đây ta xem. Huệ Khả lúng túng nói: con tìm mãi không ra. Tổ đáp: vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Sở dĩ Huệ Khả tìm tâm không ra vì tâm không có hình tướng, chẳng qua là chấp cho nó là có, rồi chạy đuổi theo trần cảnh, làm cho tâm ngài bất an. Khi xưa Tổ Huệ Năng nghe được bài kệ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài liền giác ngộ. Vô trụ ở đây là xa lìa 4 tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Trong Kinh Kim Cang Phật nói 4 tướng. 1. Ngã tướng, tướng của mình. 2. Nhân tướng, tướng của người khác. 3. Chúng sanh tướng, là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình. 4. Thọ giả tướng, chấp thọ mạng dài hoặc ngắn. Phàm phu lầm chấp tướng trạng, hư giả cho là thật, nên mãi đắm chìm trong bể khổ trầm luân. Con người vì lòng tham vô bờ bến, mong cầu đủ thứ. Nào là giàu sang quyền chức, vua chúa, vợ đẹp con ngoan, mọi sự như ý khổ cực tìm cầu không được, thì bực tức ưu phiền. Nếu có được đi chăng nữa, đến khi mất
lại càng khổ thêm. Tài sản tiền bạc thật là mong manh tạm bợ, có rồi không, được rồi mất, giàu rồi nghèo, công danh chức tước địa vị, thăng gián vô thường, vinh quang rồi tủi nhục, kính trọng hay khinh bỉ. Phú quý vinh quang trong đời khác chi giấc mộng giữa đêm. Ngày tắm thân mà ta mỗi ngày tắm rửa quý trọng, rốt cuộc được bao năm? Có một bài thơ nói đúng cái lòng tham không biết đủ của con người. Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì lo ăn lo mặc chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ, phòng trung còn thiếu thê cùng thiếp, vợ đẹp hầu non đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi, ngựa đã thành bầy xe có sẵn, lại lo ruộng ít khó thu chi, mua được ruộng giường trăm vạn mẫu, sợ không quan chức bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê nhỏ, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì, nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng lại chưa vừa ý muốn làm vua, thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, mơ ước thành tiên sống trường kỳ, tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường chợt đến ôm hận đi. Đây là nói hạ người sống trong dục vọng, không bao giờ biết đủ về sự giàu sang công danh, để kiếp người trôi qua trong phiền não khổ đau. Chúng ta ai cũng biết, cho dù phú quý vinh qua đến đâu, ngày ăn ba bữa, tối ngủ một giường, tham đắm làm chi cho khổ thân nhọc trí. Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm ngủ chỉ vài gan là vừa, tiền muôn bạc dạng thải thừa, ngày ăn ba bữa, cất chừa làm chi. Cái mà người đời yêu quý nhất là thân thể xinh đẹp, tài sản dồi dào. Nhưng đến phút cuối cùng của cuộc đời, thân thể, tài sản, tất cả đều mang theo được gì? Một mai vô thường đến, mới hay mộng huyễn thân, muôn việc đem chẳng được, chỉ nghiệp theo thước thần. Kinh Pháp Cú. Tâm vô thường. Nói đến cái tâm, nó sanh diệt vô thường còn hơn cái thân rất nhiều. Nó sanh diệt rất nhanh, từng niệm từng sát na. Hễ đối cảnh là sanh tâm vui buồn, thương ghét giận hờn. Lúc thì hồi tưởng về quá khứ để nuối tiếc, khi lại mơ mộng đến tương lai, bồn chồn lo lắng trong hiện tại, không có lúc nào được yên. Nó thay đổi không ngừng, nhấp nhô như sóng biển, nên Đức Phật gọi đó là tâm viên ý mã. Giống như khỉ chuyền canh, ngựa chạy rong. Phàm phu lầm chấp cho tâm mình là thật, mà gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Nào là độc đoán, cố chấp, bảo thủ tự hào, khoe khoang, hay hăm dọa nói rằng tánh tôi hay nóng lắm, yêu cầu đừng có đụng chạm đến tôi. Cái tánh sân si, hung hăng xấu ác như vậy mà không biết cải sửa, còn đi khoe khoang, thật là mê muội không sao nói hết. Nếu tự cho cái tâm mình là thật, Đức Phật nói, chẳng khác nào như nhận giặc làm con, lấy khách trần phiền não làm chủ, để cho nó dẫn dắt mình làm người khách phong trần rày đây mai đó, đọa lạc lên xuống trong ba cõi sáu đường, chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Tôi xin trích dẫn câu chuyện chứng minh tâm vô thường biến đổi. Thuở Phật còn tại thế, có một chú tiểu tên là Tăng Hộ, cha mẹ đều qua đời, họ hàng thân tộc không còn ai, chú chỉ có một người cậu ruột. Khi cậu đi xuất gia, chú đi tu theo cậu, được xếp vào hàng sa di. Một hôm chú được thí chủ cúng dường hai sấp vải, liền đem cúng cho thầy, nhưng thầy không nhận vì đã có đủ tam y. Chú buồn quá, nghĩ chắc thầy không thương mình nữa. Chiều hôm đó, chú cầm quạt hầu thầy, nhưng trong tâm cứ nghĩ miên man, không biết sẽ về đâu. Thầy không thương, họ hàng không có. Chú chợt nghĩ, à, ta đem bán hai sấp vải, lấy tiền mua một con dê đực, một con dê cái. Vài năm sau sẽ có một đàn dê, bán dê mua bò, bán bò mua trâu, bán trâu tậu ruộng giường. Khi đó, mình đã lớn, cưới vợ, sanh đứa con trai kháo khỉnh, sẽ dẫn vợ con về thăm thầy quy y. Trên đường đi, vợ chú chấp phải rễ cây,
thằng bé rớt xuống đất. Chú nổi giận, quờ cành cây gõ lên đầu vợ. Đồ hư! Vừa lúc đó thầy chú mở mắt ra nói: Người gõ lên đầu vợ không trúng, lại trúng cái đầu trọc của ta. Tằng Hộ bừng tỉnh giấc mơ, hốt hoảng bỏ chạy. Các bạn thấy chú chạy như ma đuổi, liền chạy theo bắt lại, dẫn chú đến Đức Phật. Ngài liền an ủi: Này chú, cái tâm phàm phu thường lén lút đi rất xa, vô hình vô dạng. Chú nên khéo phòng hộ tâm mình, như gã một đồng chăn trâu vậy. Được nghe lời dạy của Phật, Tằng Hộ ở lại tu viện, tu hành đến ngày chứng quả A-la-hán. Lại một hôm khác, vào buổi sáng, Phật cùng chư Tăng đi khất thực. Trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Chú nhìn Phật đi phía trước rồi tự nghĩ: Nếu Phật không đi tu sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, còn mình thì đang làm gì? Trí óc vẫn giờ nghĩ như thế, hơi thở và dáng đi của chú không còn an trú trong oai nghi nữa. Phật biết chú mất chánh niệm, Ngài dừng bước và quay lại bảo: Này La Hầu La, còn có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không? La Hầu La im lặng. Phật dạy: Này La Hầu La, trong khi đi khất thực còn phải an trú trong chánh niệm, bằng cách duy trì hơi thở có ý thức và thực tập thiền quán về tính cách vô thường và vô ngã của muôn loại. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức, thì con có thể thiền quán ngay trong khi khất thực. Như thế, con không rơi vào tình trạng thất niệm. Phật dạy La Hầu La về phương pháp thở. Tác dụng đầu tiên của hơi thở là phải có ý thức để chấm dứt tạp niệm, phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Thở vào một hơi dài, ta biết ta thở vào một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, ta biết ta thở ra một hơi ngắn. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế, ta chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm được như vậy thì lập tức chấm dứt ngay được những suy nghĩ viển vông đã không có lợi ích mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở trong tỉnh thức, không bị tạp niệm nào bao vây và dẫn dắt. Duy trì ý thức và hơi thở được trọn vẹn, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể, cảm thọ, tâm ý và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Chỉ cần nhiếp tâm vào hơi thở thôi, ta đã thiết lập được trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Nói xong, Phật quay lại rồi tiếp tục đi. Được sách tấn, La Hầu La và các vị khất sĩ đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Tâm vô thường luôn bị xáo trộn, nó len lỏi vào cuộc sống của từng người, cho dù xuất gia hay tại gia. Đối với người xuất gia, phải biết kiềm chế tâm, thực hành thiền định, quay lại chính mình trong từng niệm. Đối với người tại gia cũng phải hiểu rằng vô thường không từ bỏ một ai, cho nên trong đời sống hàng ngày nghĩ đến điều thiện, hướng về đạo đức, làm lành lánh dữ. Có như thế mới mong thoát khỏi cảnh phiền não khổ đau. Tất cả mọi người đều bị định luật vô thường chi phối, phải chịu cảnh sanh già đau chết, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Ngoài cái lo sợ đó ra còn lo rầu đủ thứ: công danh chưa thành, tình duyên trắc trở, tai nạn bất ngờ, thời cuộc biến loạn, thiên tai địa ách, mùa màng thất bát, mùa bán không được, làm ăn thất bại, của cải mất mát, bà con nội ngoại ốm đau nghèo khổ, người thân bị bắt giam, cha mẹ vợ chồng con cháu đi xa không biết ra sao. Hoặc là gặp cảnh trái ngang, tôi bất trung, vợ chồng bất chánh, còn cháu ngỗ nghịch bất hiếu, bị người bội phản,
oan gia đòi mạng, khổ này chấp chồng lên khổ kia. Con người vì bị vọng thức điên đảo chấp trước nên mới bị thất tình lục dục lôi cuốn, đắm nhiễm sáu trần, sanh tâm phân biệt có ta, có người, còn mất hôn dại. Chính vì sự lầm chấp đó làm cho con người mau già chóng chết. Để cho thân tâm thanh tịnh khỏi khổ lụy vì danh lợi, tình tiền của cải, trong kinh Trung Bộ, Phật dạy các tỳ kheo: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không trung chuyển, thấy các pháp vô thường. Biết vậy nên tu tập, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Muốn tránh khỏi quả báo khổ đau, thì những điều gì mình không muốn, chớ ban cho người khác. Hằng nghĩ rằng, không biết sống chết lúc nào, cần phải tinh tấn tu hành và thường ban trải lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Được như thế thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc an lạc ở trong hiện tại và tương lai. Tóm lại, mắt nhìn không nhiễm sắc, tai không nhiễm tiếng, mũi không nhiễm hương, lưỡi không nhiễm vị, thân chạm xúc mà không sanh tâm vui buồn tham đắm, sân hận si mê. Nếu mình không tham đắm trụ chấp trước tướng bất cứ cái gì, ngay tại đó là chân thường chân ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Nếu như mình còn trụ chấp là còn tướng, hễ còn tướng là còn trong dòng sanh diệt. Là Phật tử tâm luôn giác biết, cõi thế gian quả thiệt vô thường, đổi dời sinh tử tang thương, cõi nước tuy lớn cũng dường mong manh. Thân tử đại sinh thành tử hoại, già bệnh đeo khổ ải quả không, hòa hợp năm ấm lửa dòng, chỉ là ảo ảnh ngã không thể tìm. Thế mới biết trần gian hư huyễn, diệt lại sinh biến chuyển vô thường. Chúng sinh mê đắm chấp nương, vô ngã chấp ngã, vào đường khổ đau. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo các tội khiên. Xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Người con Phật phải toan quán sát, đạo lý này bao quát đường tu, đó là thiền quán công phu, dứt mê chuyển nghiệp, khỏi tù tử sanh. Thơ dịch: xét lại, thân của chúng ta chỉ là dây mượn các duyên bên ngoài để sống còn. Khi duyên hết thì tan rã. Vì một ngày vô thường đến mới biết mình trong mơ, vạn vật đều vô thường. Duy chỉ còn lại nghiệp lành hay dữ, nó theo mình mà thôi. Sở dĩ có nghiệp đều cho tâm tạo. Thế nào là sống trong hiện tại? Thuở Phật còn trụ thế, tại tu viện cấp cô độc, có một sư tên là Thera. Sư ít nói chuyện với ai, đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng làm một mình. Đại đức Thera không làm Phật lòng ai, cũng không chạm vào giới điều nào. Mọi người đặt tên cho sư là người sống một mình. Đại đức Svatika đem chuyện này trình lên Phật. Hôm sau trong giờ pháp thoại, Phật cho gọi sư Thera đến hỏi: sư là người ưa sống một mình và làm cái gì cũng ưa làm một mình, có phải vậy không? Bạch Đức Thế Tôn: đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết sống độc cư. Quay lại đại chúng, Phật dạy: này các vị khất sĩ, thế nào là người thật sự biết sống một mình? Người biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai. Vì quá khứ đã đi qua, còn tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại là ta đã đánh mất sự sống. Này các vị,
Thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ hình thể, ta từng là như thế đó. Cảm thọ ta từng là như thế đó. Địa vị của ta từng là như thế đó. Ta từng bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ. Đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sóng tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng. Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó. Ta sẽ được hạnh phúc như thế đó hay sẽ bị khổ đau như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những mơ ước hoặc lo sợ về tương lai. Đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, chánh niệm giúp ta trở lại hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Đừng để những đam mê và sầu khổ trong hiện tại ràng buộc. Các vị phải thực hiện chánh niệm trong từng giây từng phút trong đời sống hàng ngày. Đó là phương cách nuôi dưỡng định lực hay nhất. Một khi định lực đã vững mạnh thì cái thấy của người ấy sẽ sáng suốt. Người ấy biết mình đang làm gì, nhờ có chánh niệm tỉnh thức làm việc gì, biết rõ việc đó. Người ấy có thể tránh được những ý nghĩ, lời nói và động tác có thể gây nên khổ đau cho mình và cho kẻ khác. Người nào biết sống có ý tứ, khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi cười, khi làm việc, thì trong đời sống hàng ngày, người ấy tránh được những ý nghĩ, lời nói và những động tác có thể gây nên sự đổ vỡ và làm cho kẻ khác phiền lòng. Người biết sống tỉnh thức, người ấy ít phạm lỗi lầm. Sống tỉnh thức là sống trong giờ phút hiện tại để biết được những gì đang xảy ra trong bản thân và hoàn cảnh chung quanh mình. Sống tinh cần như thế, ta có thể hiểu biết được bản thân và hoàn cảnh của ta một cách sâu sắc. Nhờ có sự hiểu biết, ta mới có tình thương yêu. Khi mọi loài hiểu biết nhau, chấp nhận nhau, tha thứ nhau và thương yêu nhau, thì cuộc đời sẽ không còn nhiều khổ đau. Chánh niệm là ngọn đèn phá tan bóng tối, làm cho mặt trời trí huệ mọc lên, xua tan bóng đêm vô minh. Sự kỳ diệu của chánh niệm sẽ làm cho thân tâm ta được định tĩnh an vui. Muốn có hạnh phúc thật sự, các vị phải luôn luôn giữ chánh niệm. Vì nhân an lạc thì quả an lạc. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Còn người nào cho dù ngồi một mình giữa rừng sâu mà không có chánh niệm, để cho những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc kệ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai lại chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn sư Thera. Người không trực tiếp khen hay chê, nhưng chắc chắn đại chúng thực sự hiểu biết được ý Phật. Chúng ta có thể mất tất cả tiền của, nhưng đừng để mất tình nghĩa. Vì tiền bạc của cải còn có thể kiếm lại, nhưng nếu mất tình nghĩa rồi
thì khó mà tìm lại được. Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo. Ca dao. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây tôi xin kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư Tăng nghe. Một hôm có cô công chức đến tịnh xá lại Phật. Xong rồi cô đến gặp thầy tôi than thở: "Số phận con sao khổ quá sư ơi, còn nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ." "Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi." "Thưa sư, con làm trưởng phòng nha địa dư, bị ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con?" "Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không?" "Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy." "Từ khi cô nghỉ việc ở nhà địa dư đến nay, cô có làm ăn gì được không?" "Con về nhà làm buôn bán, tiền lời gấp 10 lần ở cơ quan." "Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán làm giàu mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đâu, cô nghĩ lại coi có đúng không?" "Sư nói đúng quá, sao con không nghĩ ra? Con thật cảm ơn sư đã chỉ dạy." Chuyện trên cho chúng ta thấy, cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho ông giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? "Cô khổ là vì cô không hiểu lý nhân duyên nhân quả, chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay." Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá, vừa lại Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi: "Cô ơi, tại sao cô khóc như thế?" "Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, muốn tự tử chết khuất cho rồi." "Cô ơi, cô có con cái gì không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chưa lại cho cô đồng nào không?" "Con có 2 đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. "Tôi hỏi cô, 2 đứa con và 20 triệu còn lại so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn?" "2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được?" "Cô thấy không? Cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa của cái tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để nuôi con mà lại đòi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi?" "Nhờ sư giảng giải con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư quan hỷ cho." Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ thấy phát khiếp sợ, nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi thê thảm đang nung nấu những người quá ưu tư lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đày. Milton. Muốn hết khổ, trong kinh Di Giáo Phật dạy trì túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bát,
hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, quý Phật tử nên cầu trời Phật cho mình đủ cơm no áo ấm trong ngày mà thôi. Nếu lỡ làm ăn thất bại, đi xin cơm ăn như Đức Phật, rồi tinh tấn tu hành, có gì mà lo sợ làm chi cho héo mòn thân thể. Trong luận Bảo Dương Tam Muội nói, lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái khổ đau cùng cực đó, nó cho chúng ta thấy rõ, thân mạng là vô thường, vạn vật đều giả tạm. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử khổ đau. Xưa thiền sư Vạn Hạnh giác ngộ được lẽ vô thường, ngài làm bài thơ: thần như bóng chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh diệt đời, thịnh suy như hạt xương rơi đầu cành. Ngài nói thân này giống như điện, như bóng, có rồi không. Cây cối mùa xuân thì tươi tốt xum xuê, đến mùa thu thì héo tàn. Mặc tình cho việc hưng thịnh hay suy vi, ngài không có vui buồn kinh sợ. Việc thịnh suy đối với ngài như hạt xương trên đầu ngọn cỏ, nắng lên là tan hết. Thần như lằn chớp, xẹt qua rồi mất. Do thấy như vậy nên ngài an nhiên tự tại trong cuộc sống. Viết đến đây tôi nhớ mẫu chuyện. Có ông trưởng nhã nọ có bốn bà vợ. Bà thứ nhất ông coi như khúc ruột, nhất hồ bá ứng, muốn cái gì có cái nấy. Bà thứ hai tuy địa vị không bằng bà thứ nhất, nhưng lúc nào cũng quanh quẩn bên ông thì mới vui. Bà vợ thứ ba lâu lâu ông ta mới để ý tới. Còn bà vợ thứ tư số phận tất hẩm hiu, không khi nào ông nói hoài đến. Một hôm ông trưởng giả lâm phải cơn bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, bèn cho gọi bốn bà vợ tới. Ông nhìn bà vợ thứ nhất nói: anh có bốn vợ, em là người anh yêu thương nhất. Vậy khi nào anh chết, em hãy cùng anh qua thế giới bên kia, cho tròn câu: sống thì đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng quan đồng quách. Bà thứ nhất nói: em biết tình anh đối với em rất mặn nồng, nhưng chết là âm dương cách biệt, đường ai nấy đi, em không thể theo anh được. Bao nhiêu gợi gắm vào bà vợ thứ nhất, không ngờ bà trả lời như vậy. Ông trưởng giả buồn tủi, ngước nhìn bà vợ thứ hai. Ông hỏi: còn em thì sao? Bà vợ thứ hai trả lời một cách phũ phàng hơn: hàng ngày anh yêu thương chị cả nhiều hơn em, mà chị còn không chịu đi theo anh. Thử hỏi làm sao mà em đi theo anh được. Hơn nữa em báo cho anh biết, anh tắt thở giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó. Ông trưởng giả nghe qua vô cùng buồn bã bất mãn, chán nản đau khổ, gượng nhìn bà vợ thứ ba. Thấy bà vừa khóc vừa nói: anh đừng lo, khi nào anh chết, em sẽ lo ma chay tùn thất, dỗ quải cho anh, chứ em không thể thực hiện được yêu cầu của anh. Ông trưởng giả nghe qua nghẹn ngào tuyệt vọng. Từ nghĩ suốt cuộc đời mình luôn hy sinh chịu đựng không biết bao nhiêu gian lao cực khổ để lo cho các người vợ, bây giờ không ai đi theo mình mà còn có những hành động phũ phàng, dông ân bội nghĩa, thật đáng buồn cười cho thói đời đổi trắng thay đen. Ông vừa nói vừa ứa nước mắt. Bà vợ thứ tư thấy vậy bèn nói: tuy hàng ngày anh không ngó ngàng tới em, nhưng em tình nguyện theo anh. Anh đến đâu là em đi tới đó. Không chỉ riêng ông trưởng giả đó có bốn bà vợ thôi đâu, mà trong tất cả chúng ta đều có sẵn bốn bà ấy. Bà thứ nhất là chỉ cho thân mình, vừa đói đã ăn, vừa khát đã uống, vừa lạnh đã đắp, nực thì quạt liền, tìm đủ mọi cách cung phụng cho thân được đầy đủ tiện nghi, tha hồ hưởng thụ ngũ dục trên sự đau khổ của người khác. Nhưng khi chết rồi, nó trở thành thây ma, hôi thối trong nghĩa địa. Nếu đem đi thiêu, chỉ còn một nắm tro tàn mà thôi. Còn bà vợ thứ hai chỉ cho tiền tài của cải vật chất. Khi còn sống, nó là của mình. Đến lúc chết, nó qua tay người khác,
chứ có đem theo được gì đâu. Cho nên bà ta nói, anh chết giờ nào, em đi lấy chồng giờ đó là vậy. Còn bà vợ thứ ba chỉ cho thân bằng quyến thuộc, dầu họ có thương mình lắm là lo ma chay, tuân thức, dỗ quải, khóc lóc kể lễ tiễn đưa quan tài tới huyệt mộ hay lò thiêu là cùng, chứ không ai dạy gì mà chết theo. Bà thứ tư là chỉ cho nghiệp lành hay dữ trong đời bình sinh của mình. Có nhiều khi vì vợ vì con hay thân bằng quyến thuộc mà tạo ra không biết bao nhiêu lỗi lầm. Ăn chung, tội thì lãnh riêng. Những người quá lo âu sâu thẳm tuyệt vọng vì bệnh tật, người thân mất, bị giật tiền của, làm ăn phá sản, tình phụ, thần kinh thác loạn. Các bác sĩ tâm thần khuyên rằng, phải cho người bệnh hoạt động ở ngoài trời, như đánh banh, chơi cầu, chụp hình, làm giường, tập thể dục, hoặc làm một chút công việc gì đó, thì bệnh tình sẽ giảm đi. Làm việc là thứ thuốc an thần rất hữu hiệu, giúp bệnh nhân được an tĩnh, quên bớt những cảnh đau buồn. Những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Muốn dứt hết những nỗi thống khổ, chúng ta phải học hạnh của các thiền sư. Khi gặp chướng duyên ách nạn, quý ngài ngồi thiền định, nhiếp tâm vào hơi thở, quán chiếu lý vô thường nhân quả, chấp nhận nghịch cảnh nên nội tâm được an lạc. Điển hình như chuyện ngài An Thế Cao là một cao tăng đắc đạo, biết rõ nghiệp duyên của mình. Một hôm ngài đi đến Quảng Châu, gặp thời giặc cướp hoành hành khắp nơi loạn lạc. Trên đường ngài gặp một thiếu niên, hắn rút dao ra nói: "Ta tìm gặp ngươi rồi." Ngài mỉm cười trả lời: "Ta đời trước mắc nợ mạng của ông, vì vậy khi gặp ta, ông liền nổi sân muốn giết. Để trả món nợ đó nên ta từ xa đến đây đền mạng." Nói xong ngài thản nhiên không chút sợ hãi đưa cổ cho chém. Lúc ấy người xem đứng chật cả hai bên đường. Chuyện trên cho chúng ta thấy, sở dĩ ngài An Thế Cao hoan hỷ cho người thiếu niên giết là vì ngài hiểu rõ luật nhân quả và xác thân ngũ uẩn giả hợp không thật, nên ngài ung dung tự tại trước cái chết. Nói đến quả báo điên cuồng, trong kinh Địa Tạng nói: "Nếu gặp kẻ buôn lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết." Khế kinh dạy: "Nếu người nào có ác tâm cướp giật tài sản hay lường gạt phụ bạc tình cảm và dùng bùa chú mê hoặc não hại chúng sanh, làm cho chúng sanh khổ sở điêu đứng, đảo điên loạn tâm cuồng trí, người đó sau khi thân hoại mạng chung đọa vào địa ngục. Ra khỏi địa ngục, rơi vào ngạ quỷ, súc sanh. Khi mạng kiếp, sanh lên nhân gian, khổ não triền miên, điên cuồng đền tội. Mưu sâu kế độc, căm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bệnh. Mắng gió chửi mưa, ngay cuồng đền tội. Được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí. Truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí." Bồ Đề Lão Tổ. Nhân quả thiện ác phân minh, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà chẳng lọt mảy lông. Dẫu bá thiên ức kiếp, sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quan tự thọ. Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mẻ, người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế. Cổ đức. Trong kinh Pháp Cú, Phật thường dạy các hàng đệ tử luôn đề cao cảnh giác phòng hộ tâm mình.